thế giới trong màn đêm này chính là một xã hội thời phong kiến xưa nơi vua là nhất khác biệt ở chỗ thế giới này có quỷ nhân tồn tại chúng hành hành ngang ngược người có thể chống lại và tiêu diệt lũ quỷ nhân được gọi là âm dương sư trước mặt vị âm dương sư mạnh nhất lũ quỷ nhân không bằng một hạt cắt. khi đã đứng trên đỉnh cao vị âm dương sư này chỉ cầu một cuộc sống yên ổn nhưng không đây chính là cái kết ngài ấy nhận được khi đứng trên đỉnh cao đó bị gán tội danh phản quốc hoàng đế cho người bắt hết đệ tử làm con tin đã vậy còn phái người đệ tử ngài yêu quý nhất đi truy sát sư phụ của mình. Sau khi thi triển thuật thức tối thượng vị âm dương sư mạnh nhất đã chuyển sinh, thế giới mới tồn tại đầy áp ma lực, nơi con người và ma tộc tranh đấu. Trong lễ thức tỉnh không một viên đá thuộc tính nào sáng đồng nghĩa với éo có ma lực, mà trong một danh gia về ma thuật không có ma lực đồng nghĩa với phế vật. Vị âm dương sư mạnh nhất chuyển sinh thành một đứa con của vợ lẽ tên CK. Mặc dù không có ma lực nhưng trong cơ thể CK lại tràn đầy chú lực. Thử nghiệm thực tế một chút, cậu liền thành công điều khiển thần thức lá luôn. Đang vui thì thằng anh Gray người luôn nhìn Seika với ánh mắt coi thường xuất hiện. Làm anh éo gì động tí là đấm em, Seika dạy dỗ Gray một trận. Cái kết may mắn có anh cả lắp xuất hiện nên Gray mới giữ được một mạng. Thời gian thấm thoát thoi đưa vì là con của vợ lẽ nên Seika éo ai quan tâm. Cậu sống độc lập một mình, hôm nay Seika chế tạo giấy để làm phù chú. Được chạy theo đam mê kiếp trước mà không ai cản trở Seika cảm thấy rất vui. Đây là Ifa, cô nàng hầu gái nhỏ dễ thương mang áo tới cho Seika. Cả hai đang trò chuyện vui vẻ thì thằng anh Gray xuất hiện phá vỡ bầu không khí. Thằng anh tới cả khịa Seika phế vật, không có ma lực nên quá nhàn rỗi. Gray khoe khoang mình được tuyển vào học viện ma thuật Rodna danh tiếng nhất đất nước. Mỗi mới dài được 3 mét thì ông bố xuất hiện làm cho thằng bé câm ní luôn. Thấy ông bố dẫn Gray đi tập ma pháp Seika xin được đi theo quan sát. Anh lắp thể hiện trước, bằng skill hệ phong anh ấy bắn vỡ cả tảng đá. Tiếp theo là Gray nhìn cũng rất ra gì và này lọ với skill hệ hỏa của mình. Bị Gray khiêu khích thế là CK liền đồng ý lên thử sử dụng ma thuật luôn. Do biến cố của kiếp trước nên kiếp này CK không thèm khát trở thành kẻ mạnh nữa. Tuy vậy kẻ yếu thì mãi mãi bị dẫm đạp CK thể hiện một chút tài năng. Thằng anh Gray nhìn thấy uy lực chiêu vừa rồi của cậu chỉ biết há hốc mồm. Tận dụng cơ hội này CK xin phép cha cho mình học ma thuật sống các anh. Một người không có ma lực tuy vẫn dùng được ma thuật nhưng tiềm năng là có giới hạn. Cha Seka không cho cậu đi học nhưng ông ấy vẫn mời một gia sư tới dạy kèm. Đúng là cuộc sống mà, không có ma lực dù mạnh nhưng vẫn éo được co trọng. Cơ mà giam ba chuyện đó làm sao cản bước được Seka cậu dùng thần thức học trộm. Cha Seka hơi chạy lòng khi chứng kiến thằng con không ma lực cố chấp theo đuổi ma thuật. Kiếp trước Seka phong ấn rất nhiều yêu quái và lấy chúng làm lực lượng chiến đấu. Phong ấn tức là gửi tới linh giới cho nên dù ở đâu cậu cũng triệu hồi được. Seka triệu hồi thần thức ôn hòa nhất là quản hồ, cô nàng tên Yuki. Nhìn thấy chủ nhân Yuki lập tức ôm chầm lấy Seika, thần thức quá ngon. Trên thực tế Yuki là một người phụ nữ trưởng thành với tâm hồn to và tròn. Việc cô nàng xuất hiện với hình dạng loli có lẽ do chú lực Seika còn yếu. Không muốn trở lại linh giới Yuki biến thành một con cáo trốn trên đầu Seika. Và thế là kể từ thời khắc này Seika không còn phải sống cô đơn một mình nữa. Sáng hôm sau, Seika bắt gặp cảnh Ifa bị thằng anh Gray bắt nạt. Thằng này khốn nạn, hắn bắt tối nay Ifa phải tới phòng hắn tập thể dục tâm trạng đang phê pha thì bị cắt ngang CK xuất hiện anh hùng cứu mỹ nhân. Định đấm thằng em ai ngờ nó lại chặn bằng một tay, tên Grey cay cú. Tiền thể có CK ở đây Ifa liền dẫn cậu ra gặp một con ma vật. Nhìn nó bị thương rất nặng nên CK cũng không tự tin chữa khỏi cho lắm. Cậu yêu cầu Ifa quay mặt đi sau đó sử dụng chú thuật để chữa trị cho bé ma vật. Thấy CK chữa trị thành công Ifa khen ngợi cậu có tài năng dùng ma thuật. Nhắc đến tài năng CK đánh giá cao thiên phú nhìn thấy linh hồn của Ifa. Mặc dù cậu cũng nhìn được một vài linh hồn nhưng không thể so với cô nàng. Đây là bí mật mẹ Ifa dặn không được tiết lộ về khả năng thấy tinh linh. Trong mắt ca éo có gì nhưng trong mắt Ifa thế giới này ngập tràn diệu kỳ. Nghe Ifa nói tinh linh rất giữ khoảng cách với mình ca không hiểu cho lắm. Bỏ qua chuyện đó câu hỏi và biết thêm việc Ifa có thể ra lệnh cho tinh linh. Đúng là một hạt giống tốt để trở thành âm dương sư Ca bèn dụ dỗ luôn. Câu triệu hồi nhân hồn ra để chứng minh éo có ma lực vẫn dùng được ma thuật. Seika đề nghị Ifa thử ra lệnh cho tinh linh gió dập tắt ngọn lửa này. Nói nhỏ nó éo nghe Ifa bèn lớn giọng quất một cái nào ngờ thành công luôn. Thêm vài câu khen ngợi Seika dụ dỗ thành công cô nàng hầu gái ngây thơ vào đội. Thời gian trôi nhanh như cờ hó chạy ngoài đồng, việc huấn luyện vẫn rất suôn sẻ. Đan nay Seika đã 12 nồi bánh trưng nhưng cậu chưa được ăn sinh nhật lần nào. Sau bữa ăn đầy nhạt nhẽo Seika bị thằng anh Gray tìm tới kiếm chuyện. Bởi vì cậu không có ma lực nên chỉ còn cách vào quân đội làm lính mà thôi. Anh lắp không ép buộc CK đi đấu kiếm như ai đó mà hỏi ý kiến cậu trước. Đúng lúc này có tin báo xuất hiện quái vật khổng lồ đang tiến thẳng đến đây. Thông báo éo gì kịp thời ghê, con quái vật nó đến trước cửa nhà luôn rồi. Anh lắp đang định kêu CK tới nơi trú ẩn thì cậu đã chạy đi rồi. Gia đình ma thuật danh giá éo gì mà ngoài cửa không có lấy một tên hộ vệ. Bị con quái ép đến chân tường bản năng Yfa trỗi dậy khiến nó bị thương luôn. Chứng kiến con hàng mình bồi dưỡng bộc lộ tài năng xuất sắc CK rất vui sướng. Bây giờ là lúc cậu thể hiện Seika sử dụng độc quỷ hỏa chi thuật tấn công. Con quái vật nhận sát thương khắc chế với thuộc tính liền cụ đi chân lạnh toát. Chứng kiến Seika hạ gục mục tiêu trong một chiêu tất cả mọi người đều kinh ngạc. Họ tán dương ca ngợi Seika như một vị anh hùng khiến cậu cảm thấy khá vui. Cô nàng Ifa cũng vô cùng vui sướng khi đã chọn đi theo đúng người. Cha Seika rất bất ngờ bởi vì ông đã đứng ngoài và chứng kiến tất cả. Lần đầu tiên trong 12 năm Seika được ăn những món ngon như thế này. Ifa thấy hạnh phúc khi quan sát Seika được cha cậu khen ngợi vì lập chiến công. Seika khiêm tốn, con quái đã bị thương do trước đó cha là người đánh nó. Sau một hồi tâng bốc cha mình Seika thỉnh cầu ông ấy cho cậu vào học viện. Cha Seika đã đồng ý, mặc dù là nhà bá tước nhưng vẫn phải thi tuyển. Nghe thấy Seika đưa thêm một yêu cầu để mình cùng nhập học Ifa hoảng hốt. Muốn có sự đồng ý của cha Seika, Ifa phải thể hiện tài năng trước. Chỉ cần làm theo những gì Seika nói thì Ifa có thể ở bên cậu mỗi ngày sau pha đọc lệnh chất lượng, Ifa tạo ra một cơn lốc lửa chủ cực lớn. Là dân trong người cha CK biết cô nàng là một tài năng nên đã đồng ý. Tên Gray phản đối bởi vì truyền thống của gia đình không để anh em chung đường. Cái kết, hắn bị cha đưa vào quân đội phía học viện nhường lại cho CK. Cho trừ cái tội tên Gray suốt ngày chơi với kiếm và kết bạn cùng đám bất hảo. Cuối cùng bà mẹ cũng có lời thoại khi thấy thằng con mình thách đấu CK. Do hai phía đồng ý nên trận chiến sẽ tiến hành vào chiều mai theo luật đế quốc. Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời. Sống hai kiếp CK chuẩn bị rất kỹ. Có người đến nên cậu tạm gác lại công việc, có lẽ thế là đủ rồi. Anh lắp đêm khuya tìm tới chúc mừng sinh nhật muộn CK, người anh có tâm. Nhận được một cây bút lông cùng với lời chúc học thành tài, CK rất vui. Sau tất cả anh lắp đưa ra mong muốn trận đấu ngày mai CK hãy lưng tay. Cậu đồng ý kèm theo lời chúc, anh lắp sẽ trở thành một giáo viên mẫu mực. Anh trai rời đi CK ngồi nói chuyện với Yuki thì phát hiện bên ngoài có biến. Thì ra là thằng anh Gray tới kiếm seka đòi thách đấu ngay và luôn. Bởi vì hồi nãy cha CK có nói ông sẽ làm giám khảo trận đấu của hai người. Tên Gray muốn bán hành cho CK nên nửa đêm canh ba hắn vẫn tới đây. Trận đấu bắt đầu là anh trai tên Gray nhường CK ăn đòn trước. Thấy CK éo sao hắn tiếp tục tấn công nào ngờ cậu biết tạo cả kết giới. Nhìn chú bé đần Gray công kích trong tuyệt vọng CK cảm thấy thật nhàm chán. Cậu thi triển thuật con rối khiến hắn khóc thét, không gãi tay thật đâu khỏi lo. Sức chịu đựng của một chú bé đần là có giới thiệu tên Gray mất kết nối Nghĩ lại lúc trước hắn nói mọi chuyện xảy ra với Seika là tình cờ thật nực cười Nửa năm về trước cậu đã có chuẩn bị từ lúc triệu hồi thần thức New Do. Rất lâu rồi mới được gặp lại chủ nhân khiến New Do mừng rớt cả nước mắt Mục đích ca triệu hồi thần thức này ra ngoài là muốn nhờ ông ấy tìm quái vật Con quái đó chính là con kỳ nhông cậu giết hồi chiều Một kế hoạch hoàn hảo ca biết nếu mình thể hiện ra sức mạnh vượt trội hoàn toàn thì chẳng cần làm vậy Tuy nhiên kiếp trước đã dạy cho cậu một bài học người tự cao hưởng dương rất sớm. Cho nên kiếp này Seika chơi theo hệ giấu nghề làm dân thường, giả ngục. Một quãng thời gian dài sau trận chiến Seika cùng Ifa sẵn sàng tới học viện. Anh lắp khuyên ca giữ sức khỏe và đặc biệt đừng bắt Ifa thức khuya nữa. Hai anh em nói chuyện dăm ba câu qua lại với nhau, có anh trai thật tốt. Cuộc vui nào cũng có lúc tàn, seka tạm biệt anh lắp rồi lên đường. Trong xe ngựa chỉ có hai người, ca tặng Ifa một sợi dây chuyền được nhận món quà quý giá từ cậu chủ Yfa cảm thấy rất vui sướng và hạnh phúc. Mục tiêu kế tiếp của Seika sẽ là khám phá thế giới cộng bồi dưỡng Yfa, nhưng trước mắt cậu cần vượt qua một cửa ải hết sức khó khăn đó là xe xe pháo đài đô thị học viện Rodna. Seika đã hết mệt mỏi khi nhìn thấy nó. Thời khắc Seika bước ra ngoài thế giới cũng là lúc sự thật về cậu được tiết lộ. Ngày trước cha Seika nhận nuôi một đứa trẻ đó là con của em trai ông ấy. Cha ruột của Seika rất thích tự do, ông ấy biến mất trên đất ma tộc từ lúc một tuổi seka đã biết dùng ma thuật nên mới bị grey ghen ghét cái lần cậu dùng quả cầu lửa cha seka nhận ra nó éo phải là ma thuật ông không biết khi trước em trai mình có liên quan gì đến ma tộc không nữa cha seka sợ nếu cậu vào môi trường quân đội có khi một ma vương sẽ ra đời tội nghiệp cho chú bé đần grey thật ra xuất vào học viện sớm muộn cũng mất yfa đã tới nhà trọ nghe seka nói cậu đặt hai phòng cô nàng buồn lấy hết dũng khí của mình yfa hỏi đêm nay qua bên phòng seka có được không CK tưởng Ifa muốn qua ăn tối cùng, cậu kêu mình không đói cho lắm. Sau khi Ifa bỏ đi, Yuki xuất hiện nói cô nàng không biết thân biết phận. Thấy CK chưa hiểu Yuki tiến hành thông não, Ifa đang chết mê cậu đấy. Yuki lấy danh dự ra để đảm bảo Yfa có tình ý với CK. đã vậy còn khuyên cậu nên học cách thấu hiểu con gái. CK xin đầu hàng. Sáng hôm sau, CK dẫn Ifa tới học viện để đăng ký thi tuyển. mới đứng trước cổng thôi mà cậu đã cảm thấy ưu động sức mạnh một cách kỳ lạ. Hai tin CK là quý tộc đám nhà có tiền đã nổi lên ý định làm quen. Kệ bọn chúng, bây giờ CK cần đặt tay lên đá để kiểm tra thiên phú. Tại thế giới này hệ thống ma thuật gồm 4 thuộc tính cơ bản lửa nước gió đất. Khá dễ hiểu, Ifa lên kiểm tra trước thứ cô nàng có là lửa và gió. Tới lượt CK, cô Karen đoán chẳng lẽ cậu có thuộc tính quang hoặc ám. Biết CK éo có một loại thuộc tính nào đám người định làm quen lúc trước quay xe. Quay xe rồi thì cút sang một bên, cô nàng dân thường Ami xuất hiện. Quả cầu thuộc tính sáng hơn đèn pha ô tô bởi vì cô nàng có cả bốn loại. Định bỏ đi thì bị xây gọi lại, Ami đính chính éo muốn quen cậu. Tuy màu tóc có khác nhưng gương mặt Ami rất giống đệ tử tiền kiếp của CK. Tại căn phòng nơi ánh sáng chiếu qua ô cửa, một cô gái đang ngồi tương tư. Buổi sáng tại học viện phép thuật Rotna nơi bắt đầu cho những chuyến phiêu lưu mới. CK đang động viên Ifa bởi vì cô nàng vừa làm bài thi viết không tốt. Đồng thời cậu cũng rất mong đợi vào màn thể hiện của cô nàng phun thuộc tính Ami. Sau phần thi lý thuyết các thí sinh ứng tuyển di chuyển tới nơi thi thực hành. Nội dung là xả kỹ năng thuộc tính tùy ý, CKL có thuộc tính nào. Bài thi chính thức bắt đầu các thí sinh lần lượt lên đọc lệnh thể hiện bản lĩnh. Đa số bọn họ sở hữu một thuộc tính, trình độ thuộc dạng con gà công nghiệp. Chờ mãi cuối cùng cũng đến lượt, Ifa chơi nhẹ một skill phòng hệ bậc trung. Mọi người bình tĩnh không có gì cần phải ngạc nhiên Ifa xin phép được tiếp tục. Lần này cô nàng tung ra một skill hỏa hệ bậc trung, lửa chúa bất diệt. IFA kết thúc phần thi của mình bằng việc xin lỗi vì đã làm hỏng mục tiêu. Được CK khen ngợi IFA rất vui. Đây là bất ngờ cô nàng dành cho cậu. Tới lượt CK lên thể hiện, người ta bàn tán cậu là thằng không có ma lực. Đứng ở đó mà chê bai phần hỏa hệ đã được CK thông qua trong nháy mắt. Tiếp theo là thổ hệ. Viên đá hoa cương bị CK biến đổi thành ra thế này. Không muốn giải thích nhiều bởi vì giải thích cũng éo hiểu. CK xin phép qua thủy hệ. Đứng trước mục tiêu lần này CK quyết định sẽ sử dụng băng bộc tố chi thuật chiêu này đơn giản như đan rổ thôi mọi người ngậm miệng vào kẻo bị cảm lạnh phong không thuộc ngũ hành quang và ám ck chưa hiểu nên phần thi kết thúc hôm nay quả là một ngày đầy bất ngờ thầy co đeo đến giờ vẫn hơi mơ hồ tuy nhóm ca mạnh nhưng năm nay còn có một thí sinh mạnh hơn bọn họ rất nhiều người có thể phá hủy toàn bộ mục tiêu cô karen đoán khả năng cao là dũng sĩ tương truyền khi ma vương hồi sinh dũng sĩ phía nhân loại cũng sẽ được sinh ra ngày công bố kết quả đã đến ifa sợ mình tạch và bị đuổi khỏi trường Đúng là lo bò trắng răng, Seika đứng hạng 3 còn Ifa đứng hẳn hạng 2. Hạng nhất thì khỏi phải bàn, chắc chắn thuộc về cô nàng phun thuộc tính Ami. Vài ngày sau khi công bố kết quả, việc Seika cần làm là đợi giấy nhập học. Thế giới này có vẻ khá bo đoi, lễ chào mừng được tổ chức vào buổi tối. Biết bản thân không thể sang ký túc giá nam chơi với Seika, Ifa buồn. Hai người tới trước một ma pháp trận kỳ lạ, Ifa có linh cảm chẳng lành. Lý do cả hai có mặt ở đây bởi vì xung quanh tồn tại tinh linh bóng tối. Dù gì thì đây cũng là học viện CK đề nghị không động vào đồ của người ta. Không hổ danh học viện lớn của Vương quốc, chiêu đãi tân học viên toàn đồ ngon. Amy là người xuất sắc nhất trong kỳ tuyển sinh nên cô nàng được quyền phát biểu. Mà pháp trận bên ngoài khởi động, CK lập tức cảm nhận được nguy hiểm tới gần. Ngay sau đó, một đám quỷ không mời mà đến đã quấy đảo toàn bộ hội trường. Người ở đây quá yếu, con quỷ bị tấn công đến một sợi lông cũng éo cháy. Cả hội trường hơn trăm mạng chỉ có mình Ami là có sức chiến đấu với lũ quỷ. Tuy nhiên mấy con quỷ xuất hiện ở đây không đáng để CK phải ra tay. Thứ cậu muốn cao sang hơn rất nhiều, nhắc nhở Ifa xong thì CK biến mất. Tên quỷ nhân này chính là người đứng đằng sau điều khiển lũ quỷ tấn công học viện. Xin chào anh bạn, đêm nay gió mát trăng thanh tâm trạng của CK rất vui. Cậu cà khịa tên quỷ liệu hắn có trái tim để thưởng thức ánh trăng giống mình không? Thật ngu ngốc, một con người với sinh mạng ngắn ngủi lại dám xuất hiện ở đây. Tên quỷ triệu hồi đám đàn em ra tấn công CK nhưng bọn chúng éo có tuổi. Hắn giới thiệu mình tên ga, quỷ kim loại điều khiển lửa chúa bất diệt và đất. Cảm thấy CK là một kẻ thú vị tên ga quyết định sẽ chơi đùa với cậu. Chưa biết ai chơi đùa ai đâu, trận đấu nghiêm túc đầu tiên sau khi chuyển sinh bắt đầu. CK sử dụng thuật thức lạc hỏa tấn công trước, tên ga dễ dàng chặn lại. Đến lượt hắn phản công, CK không kịp phản ứng nên đã bị trúng đòn. Tận dụng cơ hội tên ga tấn công lần nữa, pha này seka né bằng mắt. Cánh tay phải đã mất trước khi chết CK muốn biết rốt cuộc hắn đang tìm cái gì để cảm ơn vì trận chiến tên ga cho biết thứ bọn hắn tìm chính là dũng sĩ. Trên đời này tồn tại ma vương và dũng sĩ, CK nghe mà thấy hài hước. Hài hước cái cờ cờ, tên ga thừa nhận bản thân đêm nay đã tìm thấy dũng sĩ. Nghe hắn miêu tả CK đoán được vị dũng sĩ đó chính là cô nàng Ami. Biết danh tính người cần tìm tên ga cảm ơn CK đã giúp hắn càng dễ hành động. Lời cảm ơn vừa dứt miệng CK lập tức đăng xuất, hết phim rồi anh em. Sau pha hành quyết, tên ga quay người bỏ đi với một phong thái rất ngầu lòi chú bé đần đi đâu mà vội mà vàng mà vấp phải đá mà quàng phải dây nhân lúc Seika đang chém gió tên ga tập kích và nhận một cái kết không ngờ hắn ta lớn tiếng tuyên bố sẽ giết Seika trước khi cậu trở thành kẻ mạnh nhất nhắc tới hai từ mạnh nhất đó chính là lỗi lầm ca mắc phải trong kiếp trước vì quá truy cầu sức mạnh mà cậu đã phải nhận một cái kết vô cùng đáng lòng tạm thời kết thúc hồi ức tên ga phát động tấn công nhìn thì ngầu nhưng vô dụng chiến đấu qua lại một lúc Ceka sử dụng thức thần lôi thú tung đoàn kết liễu cảm thấy có gì đó sai sai tên xiên cho CK một phát trí mạng nhưng cuối cùng hắn lại là người bị thương một lỗi mà mắc phải tận hai lần thời gian còn nhiều CK đứng giảng cho tên ga cách sử dụng ma lực sao cho đúng bị nói là sắp hết bùa CK liền đem toàn bộ số bùa mình có ra ngoài sau đó cậu tặng tên ga một ân huệ đó là trở thành thức ăn cho thuộc hạ thức thần Mizuchi được triệu hồi tên ga lúc này mặt cắt không ra máu lâu lắm rồi mới được cho ăn cơ mà lần ăn này còn chưa đáng dính răng vì cái tội thích dùng dao mổ trâu giết gà nên Seika phải nhận cái kết đắng. Cũng may Mizuchi không nổi loạn thật, nó mới chỉ có ý định mà thôi. Thấy Seika xít chút nữa thì gặp phải nguy hiểm Zuki rất lo lắng cho cậu. Trận chiến kết thúc, Seika quay trở lại hội trường xem xét tình trạng mọi người. Thật không ngờ cả ba con quỷ đã bị một mình cô nàng Ami tiêu diệt hết. Kẻ mạnh nhất đến cuối cùng cũng sẽ bị kéo xuống và nghiền nát mà thôi. Seika không muốn trở thành kẻ mạnh nhất, cậu sẽ chọn một người thay thế mình. Ifa thì còn quá xanh và non, Ami chính là sự lựa chọn tốt nhất. Cho dù Ma Vương bị mình tiêu diệt thì Seika vẫn nhường lại danh hiệu kẻ mạnh nhất. Một tháng đã trôi qua kể từ ngày học viện bị lũ quỷ tấn công, quá nhanh. Kế hoạch cho cuộc đời mà Seika soạn ra rất đơn giản, ngồi mát ăn bát vàng. Cậu định kết bạn rồi hưởng ké vinh quang danh hiệu kẻ mạnh nhất của Ami. Nhưng theo biểu hiện vừa rồi thì có vẻ như Ami ghét Seika nhất học viện. Đang đứng cạnh nhau bỗng nhiên Seika dịch chuyển bất ngờ khiến Ifa không kịp lát đinh. Thứ dung dịch màu xanh vừa rồi chính là do thầy có đạo bất cần làm đổ. Hiện tại nó đang được đựng, đựng trong chiếc bình này, một loại dung môi dùng để nghiên cứu. Thầy ấy chuyên về thuộc tính quang mà việc dịch chuyển đồ vật lại nghiêng về thuộc tính ám. Tạm biệt thầy có đeo, đứng thêm một lúc nữa thì chắc chắn ăn điểm danh muộn. Tuần tới có lễ khai giảng nên cô Karen muốn nhờ hai người đứng tốt phụ giúp. Nghe nói phải đi đến khu rừng trong học viện CK có một linh cảm chẳng lành. Cậu hỏi và biết được nếu học sinh hạng 2 từ chối thì hạng 3 sẽ được thấy chỗ. Cô Karen phê bình hành động xấu của CK ép buộc Ifa nhường slot. Buổi học kết thúc, CK cùng Ifa vừa đi vừa nói về chuyện trên lớp. Ifa hiểu lầm quá nghiêm trọng, cô nàng tưởng CK muốn tán tỉnh Ami. Eo có chuyện đó đâu trong mắt CK thì Ami chỉ là một người tài năng. Sau này cô nàng chắc chắn sẽ trở thành độc cô vương đứng trên đỉnh cao nhân loại. Còn lý do CK tiếp cận Ami chính là muốn giúp độc cô vương bớt cô độc. Việc làm của CK không liên quan đến yêu đương Ifa ủng hộ cậu hết mình thời gian trôi nhanh như cờ hó chạy ngoài đồng ngày tiến hành buổi lễ đã đến trên đường làm nhiệm vụ ami cà khịa ck suốt ngày chơi xếp hình với nô lệ chán éo thèm nói từ kiếp trước cho đến kiếp này ck biết chơi mỗi xếp giấy tạm gác lại việc đá xoáy nhau ck phát hiện ra ma pháp trận quen thuộc nó giống y hệt cái ma pháp trận lần trước tên quỷ nhân dùng để triệu hồi đàn em tuy vậy công dụng lần này lại không giống ck bị dịch chuyển vào hầm ngục có quái vật xuất hiện ami thi triển hỏa cầu tiêu diệt ngay và luôn một con quái định tập kích cô nàng thì bị Seika đóng dấu lên trần nhà. Để qua mặt Ami, Seika bốc phép chiêu vừa rồi là bí kỹ trong gia tộc. Một thời gian sau, do lần đầu vào hầm ngục lên Seika chỉ đâu đi đó. Do trời quá tối nên cậu sử dụng bù chú phát sáng khiến Ami khá ngạc nhiên. Chuyện Seika vừa làm sẽ giúp cho tỷ lệ sống sót của hai người tăng lên một chút. Những con ong này chính là thức thần Seika để lại trong học viện làm do thám. Nếu có thể cảm nhận được hầm ngục đang ở thì sẽ biết vị trí và lối ra. Trực giác của Yuki mách bảo phía trước có thứ gì đó đang tiến đến đây. Dăm ba con quái vật rẻ rách, Ami lao lên một mình cân hết bọn chúng. Này thì rẻ rách này, ở đời mà khinh thường người khác thì chỉ có nhận kết đắng. Gắng gượng chịu đựng được một lúc, cuối cùng thì Ami cũng chính thức sập nguồn. Thời cơ đã đến dây ca thả rết khổng lồ ra quét sạch đàn quái không còn manh giáp. Ami tỉnh lại, các vết thương đã được chữa trị nhưng cô nàng vẫn đau đầu. Trạng thái giống hệt với lúc chưa vào hầm ngục, ca đoán đó là lời nguyền. Cậu liền tạo một kết giới, ở trong thì bố của lời nguyền cũng không vào được. Seika nghi vấn lời nguyền được đặt ở những chỗ khó nhìn trên cơ thể Ami. Sau một hồi do dự thì cuối cùng cô nàng cũng vạch áo cho người xem lưng. Han tìm lời nguyền quá Seika bị nói là dâm dê, cậu liền thanh minh gấp. Trải qua quá trình vạch hoa tìm bướm, mắt của Seika tạm thời mất ánh sáng. Chưa thể giải lời nguyền cho Ami nên cậu tặng cô nàng một lá bùa thế thân. Rảnh eo có gì làm Ami lại bắt đầu hỏi Seika đã húp Ifa chưa? CK chia sẻ mình là con vợ bé, trong nhà chỉ có Ifa làm bạn. Thật ra do kiếp trước bị phản bội nên kiếp này CK hạn chế tối đa quan hệ. Không nhắc tới chuyện của mình nữa, CK hỏi Ami về gia đình của cô nàng. Bố Ami hiện giờ đang làm mạo hiểm giả còn mẹ thì làm cán bộ bang hội. Cô nàng gặp phải một vấn đề lớn từ khi còn nhỏ, bản thân cuồng chiến đấu. Ami rất vui sướng vì được đánh nhau trong khi đồng đội bỏ mạng nơi chiến trường. Mục đích cô nàng gia nhập học viện này chính là muốn trở thành một người bình thường. Chờ chiều Thay ngay vừa nãy thôi lúc được chiến đấu máu cuồng chiến lại nổi lên. Ami cảm thấy mình đúng là một kẻ kỳ lạ, có một không hai ở đây. Chẳng có gì kỳ lạ cả, mỗi người từ khi sinh ra đã mang một tính cách riêng rồi. CK bị ăn đấm không xịt phát nào do nói Ami thích chiều đủ bẩn bựa. Người ta hỏi qua là bóp vòng 1 hay vòng 3 của Ifa chưa mà cũng kêu. Thời gian dành cho xạo lìn đã hết, lá bùa cảm nhận thức thần đã phản hồi. CK cùng Ami một cận chiến một đánh xa khuấy đảo thế giới dưới lòng đất. Naga, đây chính là tên của con quái trùm hùng mạnh canh giữa hầm ngục này. Mới đầu Ami không muốn đánh nhưng được Seika tân bốc cô nàng quyết định chiến. Cả hai xông vào, con boss bị làm phiền giấc ngủ liền bật chế độ tàn sát. Ami bắn kỹ năng phong hệ vào người con boss cứ như là mũi đốt inox. Tuy nhiên khi kết hợp với thuật thức cọc đóng miệng em của Seika thì lại khác. Tội nghiệp con boss đang ngủ ngon lành thì có hai đứa vào làm phiền rồi giết luôn. Đã vậy sau khi chém mình xong bọn nó còn đứng cười nói ngại ngùng với nhau về cơ bản thì có mỗi ami đỏ mặt còn xây ca cậu nói không với gái gú chiến lợi phẩm sau khi chinh phục hầm ngục bao gồm một thanh kiếm và một chiếc nhẫn riêng xây ca thứ cậu muốn nhất đã đạt được đó là kết bạn với ami dựa vào thức thần xây thuận lợi trở về và báo cáo lại mọi chuyện với giáo viên vụ việc vừa rồi không một ai điều tra ra thủ phạm ngoại trừ một người xây kẻ đứng đằng sau chính là thầy co đeo mấy thằng đeo kính thường rất nguy hiểm tên quỷ đợt trước dù có giỏi thì cũng không thể lặng lẽ chuẩn bị ma pháp trận được sự việc hồng ngục chắc chắn có nội gián vì lúc đó éo có tên quỷ nào xuất hiện. Thôi dừng lại khỏi phải nói nữa thầy có đeo thừa nhận tất cả do mình sắp xếp. CK lúc này còn khen thành quả nghiên cứu của ông thầy, đậm chất thiên tài. Quá khen quá khen, thầy có đeo cảm ơn CK bằng cách tặng cậu cái chết. Vậy trước khi chết CK tặng lại ông thầy một tin đó là Ami éo sao? Điều kiện cho lời nguyền CK đã đoán được từ trước, những kẻ tắm máu quỷ. Trong lễ khai giảng Ami là người đã tiêu diệt lũ quỷ mà ông thầy sắp xếp mọi thuật thức hay ma pháp đều có kẽ hở nếu phát hiện thì có thể khai thác. Nói xong xây tự đổ máu quỷ vào bản thân mình để bị dính lời nguyền. Tiếp theo cậu đọc thuần chú án Mani Bát Mê Hồng Thái Thượng Lão Quân nghe lệnh. Ông thầy hoang mang éo hiểu xây đang làm cái gì, chỉ biết rất ghê gớm. Ngay sau đó ông thầy gục ngã, nguyên nhân chính là bị lời nguyền phản vệ. Thầy rất giỏi nhưng em rất tiếc, thật không may âm dương sư là chủ nguyền rùa. Giải quyết xong vấn đề, Seika rất vui vì cuộc sống học đường có thể bắt đầu cậu tặng Ifa chiếc nhẫn mình lấy được trong hầm ngục khiến cô nàng sung sướng vô cùng. Đồng đội mạnh lên là mong muốn của Seika cho nên cậu sẽ giúp đỡ hết mình. Thời gian thấm thoát thoi đưa hiện tại Seika đã trở thành học sinh năm 2. Lửa gần rơm lâu ngày cũng miễn phí, Ami không còn quả bơ Seika nữa. Hôm nay học viện tổ chức tiệc chào đón mấy bé năm nhất nên ai cũng vui. Một năm kể từ lúc ma tộc tấn công Seika luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ. Hiệu phó tới chuyển lời chiều mai Seika dẫn theo Ifa đến phòng hiệu trưởng đang yên đang lành tự nhiên bị mời đi uống nước chè. Xây ca có linh cảm chẳng lành. nhập học hơn năm trời mà chưa một lần nhìn thấy hiệu trưởng Yfa khá căng thẳng. sợ thì cứ đi sau anh là được. mặt Xây ca tỉnh bơ không chút hồi hộp. hiệu trưởng thần bí lên hình. cậu bất ngờ khi bà ấy lại là á nhân. ở đây chúng tôi éo có á nhân chỉ có ma tộc Xây ca. xin lỗi vì đoán sai. nói chuyện vòng vo một hồi hiệu trưởng tiết lộ từng quen với anh em cha Xây ca. ăn hơn chục nồi bánh trưng rồi bây giờ Xây ca mới biết cha mình có anh em vào chủ đề chính hiệu trưởng muốn xây ca tham gia giải đấu võ thuật cùng ma học viện chỉ có hai suất xây ca được quyền quyết định cậu hoặc Yfa thi đấu chuyện hay ho như vậy mà không gọi mình ami cay cú ra mặt luôn luật thi năm nay cho phép sử dụng ma thuật nên xây ca mới được hiệu trưởng mời ma thuật ami cũng biết cô nàng vẫn chưa hiểu lý do mình không được chọn xây ca cũng thắc mắc y chang hiệu trưởng chỉ nói bà ấy tin vào trực giác của mình bỏ qua vấn đề ma thuật ami nghĩ kiếm thuật mình không thua ai trong trường IFA cho biết giải thưởng lần này khá lớn, người thắng được phép gia nhập vệ binh. Tiền thì Ami thích nhưng vệ binh thì cô nàng chẳng hứng thú một tẹo nào. Suy nghĩ hồi lâu Seika đoán có lẽ trường không muốn cho người mạnh quá xuất trận. Cậu được chọn vì nhìn khá yếu, ông cụ hai kiếp nói dối éo ngượng mồm luôn. Ami chắc chắn Ifa không dám bắn phép vào đối phương trong lúc thi đấu. Kiếm thuật quá dễ để kiểm soát còn ma thuật có khi lỡ tay bắn bay đầu mục tiêu trừ một vài tên điên nào đó thẳng tay hạ sát người ta mặt vẫn tỉnh bơ. CK ngồi nghe tới cuối buổi mới biết mình là thằng điên trong lời Ami nói. Bằng con mắt nhìn đời chuẩn xác Ami phán Mabel tham gia để lấy danh tiếng. Nghe thấy có người đang nói xấu mình Mabel xuất hiện phản bác lại ngay và luôn. Cô nàng tuy kém một tuổi nhưng so về khoản cà khịa thì chưa thua bất kỳ ai. Con bé này cũng mạnh mùng quá nhỉ máu cuồng chiến của Ami nổi lên rồi đó. Không hẹn mà gặp, Ami cùng Mabel quyết đấu một trận sinh tử giữa đường. Hai cô nàng vào thế sẵn sàng Seika nhìn phát biết ngay cái kèo này khá cân. Cậu khuyên Ifa cứ việc đứng ăn bỏng ngô, vượt giới hạn mình sẽ cản. Ami phát động công kích trước Mabel đỡ đòn chân không lùi dù chỉ một bước. Tới lượt Mabel tung chiêu phản công cũng là lúc trận quyết đấu kết thúc. Thắng làm vua thua làm giặc, cô ý cộng cố tình Mabel sỉ nhục Ami. Về bản chất Ami không yếu nhưng do Mabel chơi bẩn sử dụng ma thuật. Seika đứng xem thôi cũng bị nói, Mabel khinh cậu có thái độ hời hợt. Anh giấu nghề thôi bé, nếu mà thể hiện ra anh sợ bé chịu không có nổi. Tưởng chừng Ami sau thất bại phải sang chấn tâm lý lắm nhưng hình như không sao. Nguyên nhân là đây, cô nàng quyết định đi theo Seika xem Maben thi đấu. Nhìn cái biểu cảm này biết ngay Ami trốn học, câm nín eo dám cãi. Con gái mà, Ami chưa thấy Maben thua thảm hại thì chưa vừa lòng. Được Seika hỏi vấn đề chỗ ngủ, Ami sẽ ở nhờ phòng IFA. Ngồi với nhau hồi lâu Ma Ben mới tiết lộ bản thân mình học muộn một năm. Ifa cũng vậy cô nàng hơn đám CK một tuổi bảo sao Ami thấy lạ. Do ồn ào nên nhóm Ami bị ma Ben nói là một lũ trẻ con quá vô tư. CK giữ im lặng, trong tâm cậu nhận định lời ma Ben cũng đúng. Tránh nói những điều thừa thãi chính là phương châm sống của CK trong kiếp này. Xe xe đầu thai éo hết, rồng anh cưỡi được nhưng lại thua một cái xe ngựa. Mải để ý CK nên mấy cô nàng không biết ma Ben bỏ đi từ lúc nào. Nghe chuyện thuê tiếp xe ngựa di chuyển trong thành Seika xin phép giết cậu còn hơn. Theo bảng thi đấu này nếu toàn thắng Seika sẽ gặp Ma Ben ở trận bán kết. Những gì cần xem đã xem, Seika muốn được trở về nhà trọ một mình. Ami truyền đạt cho Ifa kiến thức có đôi lúc con trai cần không gian riêng tư. Ngây thơ như Ifa thì làm sao mà hiểu nổi cô nàng chỉ biết nghe lời. Cuối cùng cũng đến, giải thi đấu võ thuật toàn quốc mở rộng chính thức bắt đầu. Năm nay luật chơi đã được thay đổi thành cho phép sử dụng ma thuật chiến đấu mỗi thí sinh sẽ đeo một chiếc vòng cổ nhận sát thương nếu vỡ đồng nghĩa với thua. Bình thường toàn kiến hôi lên mở màn, ở đây cũng vậy xây ca đánh trận đầu. Đối thủ của cậu là lính đánh thuê tên Dennis với biệt danh chó điên thần tốc. Quá khứ hắn ta từng làm quý tộc nhưng do có hành vi xấu nên bị khai trừ. Vừa gặp mặt tên này đã khinh thường xây ca rồi, cậu éo thèm quan tâm luôn. Tưởng thằng nhóc trước mặt sợ không nói thành tiếng tên Dennis tiếp tục đe dọa. Nghe Seika bảo đang đau đầu tên Dennis cho rằng cái cớ để thua hay đấy. Đúng vậy, đó chính là cái cớ để xây ca kết thúc nhanh gọn trận đấu. Tính ra đánh nhau có vài giây nhưng chú bé đần Dennis biết cách câu giờ phết. Từ trận đấu vừa rồi Seika rút được kinh nghiệm lần sau phải khống chế lực đạo. Bản thân Seika cảm thấy mệt mỏi là thật, cậu không có lửa đối phương. Nguyên nhân bởi vì Seika sử dụng cùng lúc rất nhiều thức thần nhằm mục đích giám sát. Sau pha hành gà Seika quay trở lại khán đài hội ngộ cùng nhóm Ifa. Người này tên Kai, anh ta là thí sinh lên đánh trận tiếp theo của giải đấu đối thủ phía bên kia chiến tuyến tên beren anh ấy là một hiền giả trận đấu bắt đầu nhìn mặt hiền giả beren có vẻ éo đúng cho lắm xin là xin vĩnh biệt cụ cai tiễn người ta đăng xuất mặt không cảm xúc beren pha vừa rồi bất động nhưng cai vẫn xuống tay éo có ý định dừng kiếm nhìn gương mặt lạnh lùng hot boy này xây ca nhận định cai đã chém giết thành tính thứ cậu chú ý nhất chính là ở dị giới tồn tại kẻ sử dụng tà nhãn vòng thứ hai của giải đấu bắt đầu con golem này miễn nhiễm sát thương phép và đối thủ của nó không ai khác ngoài thiếu niên ma thuật Seika lừng danh. Chủ nhân con Golem vẻ mặt đầy khoái chí vì biết mình chắc chắn thắng kèo đấu. Seika kiểu, bà nói nhiều chẳng khác gì cái thằng lúc nãy đấu với tôi. Cậu triệu mệnh trồn gió Kama Itachi tấn công đối phương trong chớp nhoáng. Bà cô này éo biết chuyện gì vừa xảy ra với mình luôn, chỉ biết đã thua. Seika chiến thắng, Ifa cùng Ami ngồi trên xem phê chữ A kéo dài. Yuki nghe Seika nói nguy hiểm, hóa ra luật chơi không cho triệu hồi. Trở về sau trận đấu Seika phải dỗ dành Ifa vì cô nàng sợ cậu ngỏm. Mặc dù không tự tin đạt quán quân nhưng vấn đề giữ an toàn khỏi phải bàn. Trước mặt mọi người Seika khiêm tốn chứ thực chất cậu thích làm méo gì chẳng được. Chém gió quá đủ rồi nhóm Seika quay lại sân đấu xem Maben Combat. Đối thủ lần này của cô nàng là một pháp sư thuộc bộ tộc chơi đá lâu năm. Quá ghê con nhà bà gớm, Maben cũng là một tay đập đá chính hiệu. Thấy đá nhỏ vô dụng, ông chú này quyết định tung ra đại chiêu mạnh nhất. Tưởng triệu hồi thiên thạch ai ngờ tạo ra vài bức tường phòng thủ rẻ rách. Tận dụng có mục tiêu ma ben tập phi đao luôn, sức công phá khá mạnh. Cô nàng đặt ma thuật trọng lực lên các thanh phi đao để khiến nó nặng hơn. Tuy nhiên Seika nhìn cách ma ben thao tác cậu cảm thấy có gì đó kỳ kỳ. Bằng sức mạnh áp đảo tuyệt đối ma ben đã giành chiến thắng trong vòng đấu này. Nghe người ta gọi cô nàng là dũng sĩ, Seika thắc mắc lý do tại sao dũng sĩ thứ hai trong lịch sử tên ma ben vũ khí dùng cũng giống thế kia. Sự trùng khớp lên tới 99% nên đám đông mới gọi như vậy. Từ những thông tin vừa mới biết thêm Seika có vẻ đã ngộ ra chuyện gì đó. Đêm hôm khuya khoát tại một con hẻm vắng vẻ nào đó trong thành phố đầy biến động. Tên gián điệp của ma tộc này vừa mới gửi thư đi thì bị bắt quả tang. Hắn ta giả ngu bỏ đi sau đó quay lại cắn trộm Seika, quá non. Tên gián điệp éo hiểu mình hành động bí mật như vậy rồi mà vẫn lộ hành tung dăm ba cái hành tung chỉ bất kỳ một cô gái seka nói cho biết họ mặc quần màu gì một thằng nhóc nói mấy chuyện ảo ma tên gián điệp cảm thấy bị trêu đùa cực mạnh hắn thề với trời cho dù seka có cắt cái ấy thì cũng không nói nửa lời vâng bạn là nhất seka triệu mệnh thức thần đọc linh hồn satori lâu lắm mới được ra ngoài chơi satori thể hiện kỹ năng đọc suy nghĩ luôn rất ít khi seka sử dụng thức thần này bởi vì nó rất lắm mồm nhiều chuyện cấp trên của tên gián điệp là ba tước bofis cao hơn nữa thì hắn không biết nhưng có thể khẳng định rằng tất cả các nhân vật lòng cốt đều thuộc ma tộc. Mục tiêu nhắm đến trong kế hoạch hành động lần này của bọn chúng là dũng sĩ. Vị dũng sĩ đó có tên Ma Ben, thí sinh tham gia giải đấu võ thuật. Năm ngoái tổ chức cài gián điệp vào trường nhưng tên đấy bốc hơi không rõ nguyên nhân. Điều đó chứng tỏ bên trong học viện chắc chắn có chuyển thế của dũng sĩ. Cộng thêm sự thể hiện xuất sắc vừa qua đã chứng minh Ma Ben chính là dũng sĩ. Cảm ơn vì những thông tin bổ ích, Seika quyết định thả tên gián điệp. Cậu éo làm gì hắn không có nghĩa là thức thần của cậu bỏ qua cho hắn. Ăn xong một bữa nê, Satori bày đặt đọc suy nghĩ của Seika. Nếu tài phạm chắc chắn chết thức thần bị dọa sợ ướt cả quần mặc dù không mặc. Sau mọi việc Seika xin lỗi vì đã khiến Yuki thấy mình tràn ngập sát khí. Trước khi tiêu diệt tên gián điệp Seika có cướp được một bức thư của hắn. Thật vãi ò, bọn này khôn phết biết sử dụng ký tự mã hóa để truyền tin. Học viện còn khôn hơn, sử dụng ma be nhằm che giấu dũng sĩ thật Ami. Lúc trước tên Cô Đeo từng nói đế quốc cũng cải ma tộc làm gián điệp. Lý do phía ma tộc bị mất dấu thông tin Ami là dũng sĩ tất cả tại Seika. Chính vì thế phía nhân loại mới thành công trong kế hoạch dùng ma ben đánh lạc hướng. Bảo vệ Ami đúng mong muốn của Seika nên cậu dừng việc tìm hiểu ma ben. Trở lại với đấu trường cai tiếp tục vào vòng trong nhờ xài kỹ năng tà nhãn. Trên đường di chuyển Seika bắt gặp Zenas anh ta là pháp sư bốn hệ. Do quá mạnh nên đối thủ vòng 3 của Zenas đã không đánh mà lui. Seika chiến thắng vào bán kết, Maben cũng vậy chiến thắng một cách dễ dàng. Tình cờ bắt gặp Seika, câu đầu tiên Maben nói hãy rút lui đi. Cô nàng sợ trong lúc đánh nhau lỡ tay tiễn Seika về nơi an nghỉ cuối cùng. Khuyên hết nước bọt rồi mà vẫn không bỏ cuộc Maben tỏ thái độ giận dữ. Phía ngoài ban tổ chức thông báo trận bán kết giữa Kai và Zenas diễn ra sớm. Trần Phong Thái lãng tử Zenas giơ tay chào các con vợ đang cổ vũ cho mình. Seika khá tò mò về hai người dưới sàn đấu nên cậu rất chăm chú quan sát. Venus búp cho bản thân kháng mọi hiệu ứng bất lợi xong cất tiếng gáy luôn. Anh ta tấn công liên tục vào người cai mới bắt đầu nhận ra gáy hơi sớm. Nguyên nhân cai éo sao bởi vì anh ta sử dụng ma thuật trọng lực bao bọc toàn thân, không chỉ vậy cai còn biết phép điều khiển bóng tấn công của thuộc tính bóng tối. Thứ anh ta thể hiện ra tiếp theo tương tự thuật thức phong ấn di chuyển điển hình. Venus sắp cụ đi chân lạnh toát thì bỗng nhiên trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu. Có vẻ như đây là nhân vật có gia thế nên tác giả mới để cho sống tiếp. Nửa đêm Seika nằm nói chuyện với Yuki một chút rồi chuẩn bị đi ngủ. Cảm thấy không đúng Seika éo hiểu tự nhiên Yuki biến về dạng người làm gì. Đang sắp sửa mờ lem em cáo thì bất ngờ thức thần truyền hình ảnh có biến. Ma Ben tới phòng Seika chơi cửa rộng không đi lại thích đi lối nóc nhà. Rồi hết ngồi trong nhà lại dẫn nhau phi ra ngoài đường ném dao trúng thưởng. Seika tặng Ma Ben một đòn phát kình chi thuật khiến cô nàng bay xa 3 mét. Chẳng hiểu sao ông chú say rượu này từ đâu chui ra hóng hớt drama. Nhân cơ hội ca không để ý cái là Mabel cao chạy xa bay ngay, một đám trẻ con đang nằm ngủ ngon lành trên thảo nguyên trong không gian yên bình. Đó là quá khứ đẹp đẽ nhất Mabel từng có, cô nàng nhớ anh hai. ca tìm tới cậu đoán vũ khí hạng nặng mới là sở trường của Mabel. Mục đích CK đến đây không phải để đánh nhau cậu muốn hiểu rõ đối phương hơn. Mabel khó hiểu người gì đâu mà sau khi bị mình ám sát vẫn bình thản. Thật ra cô nàng định làm cho ca gãy răm ba cái xương ngày mai nghỉ đấu. Mabel không muốn có thêm người chết nữa cô nàng cầu xin Seika bỏ cuộc. Việc Mabel làm diễn viên đóng thế cho Ami được Seika vạch trần toàn bộ. Tuy nhiên Seika vẫn cảm thấy còn điều gì đó thiếu thiếu, cậu muốn biết. Mabel nói thật ngoài làm thế thân vai trò của cô nàng là bị giết bởi cai. Để khiến ma tộc nghĩ rằng dũng sĩ đã chết Ami từ đó tuyệt đối an toàn. Thương hội Lu Grock chuyên huấn luyện trẻ nô lệ tài năng trở thành sát thủ. Ứng cử viên sẽ bị khắc ma thuật vào não, mọi cảm xúc đều biến mất. Đám người lớn luôn bảo những đứa trẻ phải sống hòa thuận, giúp đỡ lẫn nhau rồi cho tới một ngày họ bắt đứa trẻ được chọn tiêu diệt hết bạn bè của mình mabel còn sống bởi vì cô nàng vẫn có giá trị để thương hội lợi dụng anh hai của mabel nằm trong số những người thiệt mạng cô nàng quyết tâm trả thù bị xây ca đoán chúng cai mới là anh hai mabel không dám phản bác trước khi phẫu thuật anh hai muốn mabel hãy giải thoát mình nếu thấy anh biến chất chính vì vậy mabel thả hy sinh cũng phải thực hiện nguyện vọng cuối đời cho anh thực ra dù có chiến thắng thì cô nàng cũng sẽ bị thương hội trừ khử mà thôi Nghe xong câu chuyện Seka chốt kèo mình sẽ đánh bại cai trong trận chung kết. Mabel phản ứng dữ dội hoàn cảnh của bản thân đám quý sở tộc làm sao hiểu. Seika khẳng định chỉ cần cậu còn ở trong học viện Mabel tuyệt đối an toàn. Và nếu anh cô nàng có một điều ước thì không phải là muốn mình bị giết. Seika nghĩ rằng anh hai rất muốn cô em gái duy nhất được sống tự do. Ngày mai cậu sẽ chứng minh cho Mabel biết bản thân mình là kẻ mạnh nhất. Giờ lành đã điểm, trận bán kết thứ hai giải đấu võ thuật chính thức bắt đầu một đứa trẻ quý tộc không thắng được tôi đâu, Mabel tự tin khẳng định. CK vui vẻ tiếp nhận những lời cô nàng nói bởi vì nó đúng với người khác. Trận đấu bắt đầu Mabel nhanh chóng hủy thành công một bùa thế thân của đối thủ. Tiếp đó cô nàng chuyển dạng tấn công sang tầm xa. Tận dụng thời cơ Mabel lao lên bổ củi bất ngờ dính chiêu lúc nào không hay. Sơ hở một cái lập tức cô nàng bị xây ca khống chế, vùng vẫy tuyệt vọng. Khuôn mặt xinh đẹp này có thêm vài vết sẹo thì sao nhỉ, Mabel sợ ngay. Kết quả quá rõ ràng, Seika giành chiến thắng viết tên mình vào chung kết. Biết Seika rất mạnh nhưng Mabel không nghĩ cậu có thể đối kháng được với Kai. Trận chung kết đáng mong đợi sắp được diễn ra, sát thủ tà nhãn Kai vô cảm đối đầu thần đồng xuất thân từ một danh gia vọng tộc mang trong mình nhiều con bài ẩn Seika. Do đã nhận được lệnh nên Kai quyết định sau khi xử Seika sẽ đi giết Mabel. Nghe mà thấy khó chịu, chỉ có một cô em gái thì hãy trân trọng đi. Seika khai chiến trước, cậu triệu mệnh huyết vụ cản trở tầm nhìn đối phương. An thẳng skill yêu hỏa chi thuật vào người nhưng cai một vết sức cũng không có. Kỹ năng dây leo thủy ngân từng khiến ma ben bó tay cai coi nó như rác rưởi. À thế à, với một tên vô cảm xây ca lựa chọn triệu mệnh như quỷ. Cậu khuyên đối thủ, ở đời biết sợ hãi không phải là một điều xấu đâu. Và đây chính là cái kết cho những kẻ thích tỏ ra mạnh mẽ trong khi éo có gì. Như quỷ truyền đạt chủ nhân cứ yên tâm, pha vừa rồi nó đã lương tay. Cơ thể cai xuất hiện lời nguyền xây ca lập tức tạo kết giới phong tỏa thiên địa trong lúc hấp hối cai muốn xây giúp mình gửi tới Maben một lời xin lỗi định dùng nguyền rủa để nững tay trên của tao sao xây bắt đầu nóng vật chủ vẫn chưa bị tổn hại đến mức hết thuốc chữa có thể cứu bằng thế thân Yuki ngăn cản xây ca cứu người chẳng lẽ cậu đã quên lý do mình chuyển sinh cô nàng biết xây ca rất tốt bụng nhưng con người này đối với cậu chẳng thân quen sau trận đấu xây chém gió việc cai biến mất do cậu đốt cháy đối thủ cơ thể anh ta đã được xây ca chuyển ra ngoài và chôn cất một cách chu đáo Trò chuyện một hồi Seika có thể chắc chắn cái tên Ben là tên thật. Cậu truyền đạt lại câu nói cuối cùng của Kai, xin lỗi vì cỏ bồ lá. Ngay trước phẫu thuật anh hai đã vô tình làm vỡ chiếc cặp tóc Maben quý nhất. Cô nàng nổi nóng cãi nhau, chuyện hết sức nhỏ nhặt vậy mà anh vẫn nhớ. Trở về cuộc sống học đường thôi Seika hứa danh dự sẽ bảo kê cho Maben. Sau tất cả phần lớn sự tình Seika kể hết cho mọi người trừ chuyện dũng sĩ. Ben định bỏ đi Ami lập tức cản lại, cô nàng muốn đấu một hiệp. Lần này Ma Ben không được chơi bẩn dùng ma thuật nhưng Ami thì được dùng. Trận so tài bắt đầu Ami sử dụng ma thuật trọng lực chém gãy kiếm đối thủ. Hóa ra mục đích thách đấu chỉ để khoe khoang Ma Ben xin bó tay com. Ami tự tin khẳng định Ma Ben cũng không phải dạng vừa rất hơn thua với anh. Nói cả buổi Ami chốt Ma Ben hãy coi mình là đối tượng ganh đua tiếp theo. Cái kết hai cô nàng bắt tay hợp tác cùng nhau phấn đấu cùng nhau lớn mạnh. Trở về học viện CK muốn biết hiệu trưởng đã thỏa mãn với việc làm của cậu chưa. Thương hội bán Ma Ben cho trường rồi dùng cô nàng để quảng cáo dịch vụ lính đánh thuê. Thế nên kế hoạch của hiệu trưởng là để ca đánh bại rồi mang Ma Ben về. Như cậu mà học viện đã cướp được người còn và mặt thương hội hiệu trưởng rất vui. Lần đầu gặp Ma Ben bà thấy cô nàng giống người từng trải qua mọi loại khổ hại. Để Ma Ben thua mà không bị giết hiệu trưởng đã nghĩ đến quân át chủ bài Ceka. Tóm cái váy lại ở đây Ma Ben sẽ được an toàn và có một cuộc sống mới. Trước khi ra về Ceka hỏi và biết được hiệu trưởng gần nghìn tuổi cậu sợ luôn không cần phải đóng giả dũng sĩ nữa mà Ben quay lại với màu tóc tự nhiên. Người cô nàng sợ nhất lúc này chính là Seika tại cậu bắt học quá nhiều. Khi còn trong giai đoạn huấn luyện sát thủ người ta đâu có ép học giải tích. Không chỉ Seika mà cả nhóm Ifa cũng bắt mình học ma Ben khóc thét. Thời gian thấm thoát thoi đưa, từ ngày mai kỳ nghỉ hè chính thức bắt đầu. Seika không về quê cậu thay cha đến vương quốc Achia để điều tra rồng. Ami muốn đi theo nhưng Seika từ chối cậu khuyên cô nàng về thăm bố mẹ. Ma Ben cũng có chuyện cần làm chỉ còn mình Ifa dành Seika liền rủ dê. Bất ngờ đệ nhất hoàng tử vương quốc Achia tên Cecilio xuất hiện. Anh ta tới đây để gặp mặt Seika, theo sau là một cô gái tên Lis. Hoàng tử thao thao bất tuyệt chuyện học viện ma thuật của đế đô rất cổ kính. Nhìn thấy Ifa xinh đẹp anh ta liền tay bắt mặt mừng khen không hết lời. Câu cuối hoàng tử muốn cô nàng gia nhập hậu cung của mình khiến mọi người kinh ngạc. Sau khi biết Ifa là nô lệ anh ta xuất tiền mua lại Seika vãi ỏ luôn. Chuyển qua một căn phòng riêng tư Hoàng tử cùng Seika thảo luận chuyện con rồng. Hơn trăm năm nay nó vẫn sống rất bình thường nhưng một năm trở lại đây thì khác. Theo truyền thuyết con rồng được nữ hoàng của Atchia chăm sóc từ trong trứng. Lúc chiến tranh nó còn phối hợp với binh lính chiến đấu bảo vệ vương quốc. Hoàng tử muốn Seika điều tra và làm rõ được hai vấn đề trên thì tốt. Mang tiếng là âm dương sư mạnh nhất ấy thế mà Seika vẫn bị dính tập kích. Hoàng tử có vẻ rất để ý đến Ifa nếu cô nàng muốn thì có thể đi. Mọi người cầu xin Seika đừng bao giờ nhắc chuyện cậu vừa nói trước mặt Ifa. Xe xe đúng là đáng đời, ra đâu rồi mà không hiểu phong tình một chút nào. Ifa trò chuyện với Seika về hoàng tử chắc vụ tỏ tình chỉ là trò đùa. Cuối cùng Seika cũng bớt ngu đi khi Ifa bảo vui nếu vụ đó có thật. Mất 9 ngày 9 đêm di chuyển liên tục nhóm Seika đã đến nơi cần đến. Đang ngắm cảnh thì hoàng tử xuất hiện nói qua một lượt tình hình thành phố ngày trước. Đây chính là con rồng Seika cần điều tra nó bất ngờ tiếp cận nhóm cậu có gì đó vừa được triệu hồi chẳng lẽ đây là long hổ tranh đấu trong truyền thuyết con rồng bỏ đi mục tiêu tấn công của con hổ chuyển sang phía yFA tình hình méo ổn cho lắm Seika quyết định phải dùng đại chiêu tiêu diệt nó con hổ báo cáo trồn đang lao lên thì bất ngờ ăn xích tắt gáy luôn chủ nhân của nó là tên Seika Seika phán đoán hắn là triệu hồi sư tên xe thông báo với hoàng tử tình hình của con rồng đang chuyển biến xấu hơn bảo sao tên này mặt nhìn rất gian ác hóa ra hắn thuộc đội lính đánh thuê hoàng tử bất đắc dĩ mới phải mời hắn đến con rồng cần được thảo phạt nhìn con hổ của tên xe cũng ghê đấy nhưng xây ca nghĩ chuyện này không khả thi nói gì thế thằng nhóc tên xe tự tin đội của hắn tiêu diệt rất nhiều rồng rồi pha vừa rồi con hổ giấy ăn xích chậm hơn một chút thì giờ nó hóa vàng rồi nhờ có hoàng tử khuyên ngăn vụ cãi nhau giữa một già một trẻ mới kết thúc xe ca hỏi việc thảo phạt rồng hoàng tử đã nhận được sự đồng thuận của mọi người chưa anh ta kêu xe ca bớt lo chuyện bao đồng cậu liền xin lỗi vì quá phận CK quay sang trách móc Ifa tại sao khi nãy không dùng ma thuật phản kháng. Vừa mới nói người khác xong sao quên nhanh vậy, bớt lo chuyện bao đồng đi. Tuy hơi tội nghiệp nhưng CK phải làm vậy thì Ifa mới nhanh trưởng thành được. Ngay trước người sư huynh thân thiết duy nhất của cậu bị yêu quái ăn thịt ngay trước mắt. CK không muốn cảnh đó lặp lại, bản thân Ifa phải tự lớn mạnh. Ngày hôm sau CK đến thư viện tìm tài liệu liên quan tới rồng để tham khảo. Theo những gì sách ghi chép khoảng hơn trăm năm trước từng xảy ra vụ việc tương tự. Nhưng lý do của việc rồng tấn công gia súc ở đây đó là bọn chúng sinh con. Thế rồi 50 năm sau rồng cái đã qua đời rồng con rời tổ khi trưởng thành. Từ đó chứng minh vụ bây giờ không liên quan đến nuôi con, rất khả nghi. Seika quyết định tới chỗ con rồng quan sát và sẽ bỏ chạy khi bị phát hiện. Trời đã về khuya, Ifa không ngủ mà lại qua phòng Seika tìm cậu. Cô nàng kể chuyện có chị hầu gái vừa đến tận giường bảo hoàng tử cho gọi. Thật là vãi ỏ, Seika khuyên Ifa không cần phải đi đâu cả. Ifa sợ đêm dài lắm mộng nên Seika cho phép cô nàng tá túc lại chỗ mình. Đậu xanh rõ ràng lúc trước nhóm Ma Ben đã cầu xin rồi mà Seika vẫn nói. Nhắc lại, các cô nàng không muốn Seika hỏi Ifa chuyện vào hậu cung. Động thái ngu người của Seika khiến Ifa nghĩ bản thân đang làm vướng chân cậu. Seika lập tức phản bác mình không hề cảm thấy Ifa làm vướng chân tẹo nào. Tưởng về bờ nào ngờ éo phải Seika cho rằng vào hậu cung là một vinh dự. Tội nghiệp Ifa bởi vì Seika coi cô nàng như bậc con cháu để khuyên bảo. Hôm sau Yuki trách móc Seika hơi ẩu nhưng cậu vẫn không biết mình ẩu ở đâu. Yuki thông não cho chú bé đần Seika từ nhỏ Ifa đã yêu cậu rồi. Mục đích đêm qua hoàng tử mời Ifa tới phòng chỉ muốn tâm sự thầm kín. Dẫu biết cô nàng rất thân thiết với Seika nhưng anh ta không hề để tâm. Tạm gác lại chuyện trai gái Seika định leo lên ngọn núi nơi con rồng sống. Có gì đó sai sai, cậu cảm giác hoàng tử thấy mình đi vắng liền mừng thầm. Anh ra đi đầu không ngoảnh lại, em ở nhà trở thành vợ người ta. Ifa đang trên đường trở về phòng thì bất ngờ Lis gọi lại có chuyện riêng cần nói. Cô ấy dẫn Ifa ra ngoài và khẳng định cô nàng là hậu duệ tộc Elf. Lis đề nghị Ifa hãy vào hậu cung của hoàng tử hưởng vinh hoa phú quý. Cảm ơn lòng tốt Ifa từ chối bởi vì mình đang làm người hầu cho Seika. Lis đề nghị cô nàng nên suy nghĩ thật kỹ Seika là một con quái vật đấy. Seika chính là một con quái vật bởi vì các tinh linh không dám đến gần cậu. Ifa khẳng định Seika không phải ma tộc, hai người lớn lên cùng nhau. Có thể cha Seika là nhân tộc nhưng điều gì đảm bảo mẹ cậu ấy cũng vậy. Thời gian suy nghĩ còn nhiều trước mắt Lis muốn dẫn Ifa đi tham quan hậu cung. Trở lại với Seika, cậu đang cưỡi rết khổng lồ đi thám thính tình hình. Thật sự quá bo đoi Seika tỉnh bơ tiến đến gọi con rồng đang ngủ thức dậy. Thằng này được, đang mơ đẹp thì bị cắt ngang con rồng cay cú tấn công. Seika triệu mệnh Konakiji ra phản đòn bằng một chiêu sóng âm cực mạnh. Tiếp đến cậu sử dụng hỏa hoãn võng chi thuật khống chế mục tiêu con rồng bất lực. Hóa ra không phải nó nổi giận vì mất giấc ngủ mà là vì quả trứng rồng này. ca đoán con rồng đã tự chuyển đổi giới tính của nó từ đực sang cái. Nhớ lại những kiến thức trong cuốn bí kíp luyện rồng cậu lật quả trứng qua lại. Seika hơi bất ngờ khi con rồng có vẻ như không còn địch ý nữa thì phải. Đây là hậu cung trong lời đồn, nó giống như một học viện nữ sinh vậy. Nguyên nhân có cái tên hậu cung bởi vì đa số vương phi đều từ đây mà ra. Người chị vì hiện tại của Atia là mẫu thân hoàng tử nữ hoàng điện hạ nói rất nhiều chuyện nhưng Lis vẫn không quên mục đích chính tán Ifa giúp hoàng tử. Thật cạn lời với con rồng này thấy Seika biết cách chăm sóc trứng nó nằm ngủ luôn. Phát hiện Seika định ra về nó liền giữ cậu lại để làm ô xin miễn phí. Hoàng tử đem đến hai người béo tên Groot gầy tên Curtis tới gặp Ifa. Dựa theo kinh nghiệm buôn bán nô lệ nhiều năm gã béo phán đoán đây là hàng thượng phẩm. Groot bá vua nô lệ, định giá mọi loại nô lệ, sai bỏ nghề. Ifa đứng một bên éo hiểu cái gì cả cô nàng muốn nói nhưng lại rụt rè. Hoàng tử Cecilio tuyên bố kể từ hôm nay Ifa chính thức được tự do. Anh ta có một nghìn một cách khiến CK phải đồng ý bán người. Hoàng tử không hiểu tại sao Ifa lại phản đối nô lệ nào chẳng muốn tự do. Curtis đề nghị hiện tại cứ cưỡng ép Ifa đóng dấu thừa nhận trước là được. Chạy đi đâu con sâu ra mate chính là câu nói vô dụng nhất lúc này. Liz biết Ifa si tình nhưng cô phải ra tay tất cả vì tương lai đất nước. Ifa sắp bị cướp đi cái quý giá nhất thì bất ngờ CK cưỡi rồng đến. Hoàng tử Bạch Mã tuổi gì solo với hoàng tử rồng Ifa thấy rất hạnh phúc. CK trở về mục đích chính là tìm người biết dùng ma thuật lửa để ấp trứng. Vì tình yêu nên Ifa xin phép nói không với hậu cung nói không với phú quý. Tình trạng ý thiếp hai người cưỡi rồng quy ẩn sơn lâm đấy là mong ước của Ifa. CK đề nghị cô nàng hãy bám thật chắc vào, cậu bắt đầu lên đỉnh. Ở một góc nào đó tên xe thi triển ma thuật triệu hồi phát động tấn công. Cắn trộm được anh mày khó lắm, là đàn ông thì bước ra đây solo. Mấy miếng ma thuật vật vãnh cùi bắp của Seika tên se không thèm để vào mắt. Có ngon thì nhào vô, hắn ta cà khịa Seika lông còn chưa mọc đủ. Con hổ giấy bị một cột nước đột kích từ phía dưới đánh bay về đất mẹ. Đòn tấn công vừa rồi chính tay Yfa phát động để chứng minh mình không vô dụng. Trận đấu chỉ mới bắt đầu tên se kêu 500 anh em cây khế lên hội đồng. Một chuyện kinh khủng vừa xảy ra, Seika xin lỗi hồi nãy hơi nặng tay. Làm chủ nhà ngồi xem kịch không cũng hơi chán, con rồng tham gia góp vui tên Skid định dùng chiêu cuối thì cuốn ma đạo thư của hắn bị Ifa đốt. Seika khen Ifa làm rất tốt, cậu tặng cô nàng một cái xoa đầu. Tiếp đó cả hai trở về báo cáo mọi chuyện từ A đến Z cho hoàng tử nghe. Vụ việc đã kết thúc một cách êm đẹp nhưng hoàng tử có vẻ không vui thì phải. Seika đề xuất giúp con rồng ấp trứng sẽ khiến nó và người dân thân thiết hơn. Một việc mơ hồ như thế không thể thuyết phục nghị viện đế quốc hoàng tử từ chối. Đã vậy anh ta còn mong muốn Seika đầu độc thảo phạt con rồng giúp mình. Hóa ra hoàng tử đang rất thiếu danh vọng việc giết rồng sẽ giúp anh ta nổi tiếng. Xây ca một mực từ chối hoàng tử liền gán tội danh giả tống giam cậu vào ngục. Thấy chủ vắng nhà rồi vào ăn trộm thóc à, tránh xa gái của anh ra. Dù vô lý đến cực độ xây ca cũng im lặng vì chính trị nhưng hơi quá rồi đó. Thằng danh con này hoàng tử cóc thì vẫn là cóc đường hòng ăn thịt được thiên Nga. Màn kịch đến đây là kết thúc list đứng ra ngăn cản kẻo nó biến thành thảm kịch. Cho dù có chiếm được thân xác Ifa thì trái tim nàng ấy cũng đã mất rồi. Liz thay mặt hoàng tử xin lỗi Seika và mong cậu quên hết những chuyện vừa rồi. Sau đó Liz dẫn Ifa ra ngoài để tặng cô nàng một ít tinh linh của mình. Và thế là từ bây giờ Ifa đã có thể sử dụng được kỹ năng trị thương. Liz gửi tới Ifa một lời chúc hạnh phúc khi nào kết hôn nhớ mời. Cuối cùng cũng thoát khỏi tên hoàng tử phiền phức Seika và Ifa trở về nhà. Lúc này lời Liz nói cậu chủ của mình là quái vật vẫn hiện rõ trong đầu Ifa. Đang rảnh rỗi Seika hỏi mẫu người lý tưởng Ifa thích kết hôn như thế nào. Biết rõ ràng người cô nàng miêu tả chính là mình nhưng Seika vẫn giả ngây thơ. Chuyển cảnh đến một nơi khác gã Medelev đang cười khoái chí sau khi đổ sát. Tên nuôi quái vật mang trên mình bộ dạng thỏ con yếu đuối này chính là Ronnie. Cô bé bay lơ lửng sở hữu quỷ nhãn tên Pilis tuy nhỏ nhưng rất nguy hiểm. Gã quái vật giống hệt với gã Seika từng tiêu diệt lúc trước tên Ganis. Cuối cùng đội trưởng lãnh đạo bốn kẻ vừa rồi chính là tên này biệt danh quỷ thần. Một con quái vật độc nhãn siêu siêu to khổng lồ thuộc phe đối địch xuất hiện. Tên quỷ thần kêu bọn đàn em cứ việc đứng ăn dưa hấu xem hắn thể hiện. Kiếm xuất nhanh đến lỗi con quái vật mới lên hình đã phải đi lãnh cơm hộp. Thanh niên tội nghiệp ngồi dưới gốc cây đang khóc thét chính là chủ nhân con quái. Tên quỷ thần dừng tay không phải tha mạng mà là nhường bọn đàn em chia nhau ăn. Đội bọn hắn vừa nhận được một nhiệm vụ cho dù chết cũng phải tiêu diệt dũng sĩ. Trong lâu đài quân lính tới thông báo cho Fiona biết đã đến giờ khởi hành. Hôm nay Seika có việc nhờ Ami cậu muốn giới thiệu cô nàng với gia đình. Đừng hiểu lầm cả Ma Ben nữa cha và mọi người muốn gặp bạn của Seika thôi. Thực chất Seika không muốn về nhà nhưng cha nói có khách quan trọng đến thăm. Cứ hễ dính vào chính trị là cậu lại cảm thấy chán, bài học tiền kiếp. Seika không thích thể hiện quá nổi bật để rồi trở thành mục tiêu bị đố kỵ. Thời gian thấm thoát thoi đưa, vèo một cái nhóm Seika đã về đến nhà. Trước mặt anh lắp, Seika lần lượt giới thiệu qua các bạn gái của mình. Chào hỏi theo phong cách quý sở tộc Ami không biết cô nàng chào kiểu quốc dân ẩn thân kín quá giờ mới xuất hiện quản gia Edis chính là cha của Ifa. Ngày nay cuối cùng cũng đến, tên Gray rất vui khi gặp lại đứa em. Hắn cảm ơn Seka đã lấy mất xuất vào học viện nên hắn mới trở thành thế này. Tuy nhiên mối thù bị thằng em bán hành dù xuống lỗ tên Gray cũng không quên. Đang khiêu chiến Seka thì Ami tự nhiên xen vào nên hắn có chút không vui. Suốt ngày đánh nhau ma lúc này chỉ muốn tìm một chiếc giường thật êm nằm ngủ. Nghĩ bụng Ami vốn là dũng sĩ nên thắng chắc Seka không lo lắng cho lắm. Trận đấu vừa mới bắt đầu Ami phát động tấn công trước nhằm chiếm thế thượng phong. Tên Grey chơi bẩn giả vờ dùng phép thuật khiến đối thủ phân tâm xong phản công. Đánh nhau thì không từ thủ đoạn hắn ta cả khi Ami còn xanh và non lắm. Seika thật lòng chán phải bán hành cho mấy con gà lắm rồi nhưng cứ bị ép. Đúng lúc này Fiona xuất hiện nói trận đấu biết trước kết quả thật vô nghĩa. Hóa ra tên Gray đang làm thánh kỵ sĩ bảo vệ thánh công chúa Fiona. Thằng anh này của Seika đến cha còn dám cãi nhưng lại rất nghe lời công chúa. Fiona rất vui khi được gặp mọi người cô nàng nở một nụ cười thân thiện. Yuki tò mò chức vụ thánh công chúa của Fiona nó to đến mức nào. Theo Seika biết thánh công chúa chính là người mang dòng máu vu nữ và hoàng tộc. Ami được Fiona hết lời khen ngợi, cô nàng có đôi chút ngại ngùng. Không chỉ sử dụng được toàn bộ thuộc tính mà còn giỏi kiếm thuật sống hệt dũng sĩ. Chuyển hướng qua Seika Fiona cảm ơn cậu đã đáp ứng yêu cầu gặp mặt. Người ta bảo lòng tham là vô đáy cô nàng ước gì cả hai trở thành thánh kỵ sĩ. Fiona dự định ở lại một thời gian và mong lúc về được Seika hộ tống. Thích kiểu gì cũng được miễn thánh công chúa vui, Seika chấp nhận yêu cầu. Mọi chuyện đã thống nhất với nhau Fiona tạm biệt nhóm Seika để đi chơi. Thằng cha này biết thánh công chúa đến mà lại giấu mọi người cần phải trừng phạt. Trong bữa tối Fiona chia sẻ về ước mơ nếu được tái sinh sẽ muốn thành rồng. Nhắc đến rồng Seika liền kể chuyện mình cùng Ifa tới đế quốc Achia. Khi được hỏi về quan hệ giữa hai người Ifa đáp lại mình chỉ là người hầu. Fiona đánh giá cao học viện nhóm Seika theo học không phân biệt giai cấp. Bữa ăn tối cứ thế tiếp tục cùng những câu chuyện của giới trẻ từ Đông sang Tây. Hồi chiều cha Seika có ngồi tâm sự với cha Ifa về chuyện của hai đứa nhỏ. Cha Seika phản đối nối suy nghĩ thằng con mình rất đáng sợ của cha Ifa. Trở lại hiện tại ông khen Seika xử lý rất tốt vụ việc ở Asia. Người mẹ chưa một lần để ý đến Seika cuối cùng cũng mở miệng quan tâm cậu. Về phòng Yuki bày tỏ suy nghĩ cực kỳ ghét thánh công chúa nhìn rất giả tạo. Á à đù, thì ra tiền kiếp Seika có vợ bảo sao cậu không thích gái gú. Nó phiền phức như thế này đây Ami tự ý chạy vô phòng rồi nằm lên giường. Đến chuyện mình khỏa thân Seika cũng nhìn thấy rồi nên cô nàng chẳng thèm để tâm. Ami dự định sau khi tốt nghiệp sơ cấp sẽ về quê làm mạo hiểm giả. Tấm khiên Seika đã ghim sao bỏ được cậu cũng muốn làm mạo hiểm giả giống Ami. Cô bé ngây thơ tưởng con cáo già trong lòng có mình nên tâm trạng rất vui vẻ. Nói là lợi dụng nhưng thực chất Seika cũng muốn bảo vệ người giống đồ đệ cũ này sáng ngày hôm sau CK dẫn Fiona đi tham quan quê nhà của cậu. Đây chính là nhà thờ địa phương, nơi tổ chức các sự kiện như kết hôn. Fiona chủ động nắm tay CK chạy đi chơi thua người ta rồi Ami ơi. Ray bị coi như một tên li nhưng hắn chỉ nghe Fiona sai thôi. Bởi vì bản thân quá sang lại còn có người hầu nên Fiona bị chú ý. Cô nàng ước gì cũng được ăn mặc một cách giản dị để hòa mình vào dòng người. Ami kể chuyện anh hùng cứu mỹ nhân xong mỹ nhân nguyện lấy thân báo đáp. Nghe thật thú vị fiona rất muốn được người ta cứu giúp một lần con gái mà thả thính cả tấn như này ông nào đớp phải là rất nguy hiểm nha fiona cứ luôn nhấn mạnh Seika hãy ở gần mình để đề phòng bất chắc cô nàng có khả năng nhìn trước tương lai xong đi ra đây là hiểu vấn đề luôn đống gỗ rơi xuống nhưng phản ứng của nhóm ami còn nhanh hơn tốc độ của nó Seika cũng tỉnh lắm cậu còn lâu mới dính bẫy lấy thân báo đáp của gái hóa ra toàn mỹ nhân thuê đạo tặc để gặp nguy hiểm xong lửa anh hùng vào chồng không muốn làm Fiona mất hứng Seika mua tặng cô nàng một món quà nhỏ. Lúc này Fiona ước gì mình mang theo gương để được nhìn ngắm bản thân. Tưởng gì khó Seika biến cái là ra Fiona vô cùng yêu thích món quà. Từ ngày trở thành thánh kỵ sĩ tên Grey luyện tập chăm chỉ hơn rất nhiều. Hắn nhắc nhở Seika đừng có xem nhẹ Fiona nếu không muốn nhận kết đáng. Trông vậy thôi chứ thực chất Fiona chính là một chính trị gia tài năng đấy. Đến tận bây giờ Seika mới biết thánh công chúa có khả năng nhìn trước tương lai. Việc cô nàng được sinh ra là tiên báo cho sự ra đời của dũng sĩ và ma vương. Ami chắc là dũng sĩ nhưng chẳng hiểu sao Fiona muốn gặp cả Seika. Cũng chính vì lý do đó tên Grey mới kể chuyện này cho thằng em nghe. Hắn ta còn nói thêm Fiona nhìn thấy tương lai của đế quốc luôn đấy. Sáng sớm hôm nay trong căn biệt phủ nhà Seika vang vọng tiếng gọi của gái. Fiona tìm từng ngóc ngách một của ngôi nhà hồng kiếm Seika giao lưu văn nghệ. Seika không thích dính dáng tới gái gú nhất là người nhìn được trước tương lai hạn chế tiếp xúc sẽ giúp cho kế hoạch ngồi mát ăn bát vàng diễn ra thuận lợi hơn. Ôm đùi to của Ami để cô nàng mang danh hiệu kẻ mạnh nhất thế giới. Vừa rồi Ami đi đấu kiếm với Gray nhưng điều bất ngờ là cô nàng thua. Tạm gác lại chuyện đó có vẻ như Fiona tương tư Seika ai cũng biết. Bản thân có khả năng nhìn trước tương lai nên chẳng ai dám chơi cờ cùng cô nàng. Cứ để vậy cũng tội nghiệp Seika tiến đến giao lưu một chút với Fiona. Ảo thật đấy chấp nửa bàn cờ luôn mà cũng chơi được, quá bo đòi tận dụng tâm lý CK nghĩ mình có nhiều lợi thế Fiona dụ cậu đặt cược. Em nó đã thích chơi lớn thì mình chiều, CK đồng ý ngay và luôn. Sử dụng bàn cờ làm hình ảnh ẩn dụ hai người hỏi nhau đâu là quân mạnh nhất. CK nói thẳng công chúa mạnh nhất có thể chi phối không chỉ binh lính mà cả vua. Fiona đưa ra ý kiến khác quân mạnh nhất nằm ở đây ẩn mình trong bóng tối. Những thần dân vô danh sao, đối với CK họ chỉ là kẻ yếu thế. Fiona phản bác nếu vua muốn sinh tồn phải thông qua tài nguyên từ thần dân bản thân quyền quý mà lại tự nhận mình không bằng dân thường xây rất khâm phục. Dân giàu nước mạnh đạo lý này Fiona giác ngộ từ triết học Mark Lenin. Trận solo kết thúc Fiona đánh bại Seika chỉ với quân cờ thường dân. Ngay từ cái lần công chúa nói Gray sẽ thua Seika đã nảy sinh nghi ngờ. Cho nên khi Gray chủ động nói chuyện nhìn thấy tương lai Seika hiểu ngay và luôn. Hóa ra Seika đã biết Fiona thấy nhẹ nhõm vì không phải giữ bí mật nữa. Tiếp đó cô nàng cứ vậy mà nói hết cảm nghĩ trong lòng của mình với Seika. Chẳng hiểu sao nói nhiều như vậy rồi mà Seika vẫn còn cố chấp chơi tiếp. Cậu xin lỗi Fiona, tại não mình hôm nay lót đinh hơi chậm. Và vấn đề chính Fiona muốn biết mình phải làm thế nào để Seika tin tưởng. Nói ra điểm yếu và ý định thật sự, đó là hai thứ cơ bản nhất. Fiona tiết lộ hồi nhỏ bản thân sợ ăn phải hạt song cây mọc trong bụng. Chuyện đó thật buồn cười phải không, cô nàng ngại ngùng đỏ hết cả mặt. Kế tiếp sẽ là ý định thật sự nói một cách đơn giản Fiona muốn cứu giúp thiên cơ bất khả lộ nhưng cô nàng khẳng định trong tương lai sẽ có biến căng. Hơn nữa chuyện này cũng có đôi chút dính dáng tới Ami, rồi xong luôn. Vào người khác xây ca mặc kệ nhưng Ami thì không được tấm khiên hàng hiệu mà. Fiona có trí nhớ thật siêu phàm cô nàng chưa quên vụ đánh cược lúc nãy. Chuyển cảnh đến chỗ tên quỷ thần rôm, nhóm của hắn vừa mới đổ sát xong. Những nạn nhân xấu số, số bị bọn chúng coi như thức ăn dùng để chăn nuôi quái thú. Tình đồng chí của bọn này khá tốt tên Ganis còn khuyên đại ca nên ăn chút thịt mục đích tên zoom nhận nhiệm vụ tư diệt dũng sĩ chính là để cả nhóm mạnh hơn hắn sở hữu năng lực nhìn thấu sức mạnh cho nên chưa từng thất bại lần nào không biết khi tên zoom đối mặt seka thì sẽ ra sao nhỉ thật đáng mong chờ về nhà chơi cũng đã quá lâu rồi hôm nay seka sẽ quay trở lại học viện ma ben thích nằm ngủ mà vẫn có ăn nên cô nàng chẳng muốn rời đi chút nào ôi bạn ơi khôn như bạn quê tôi xích hết vào phố có đèn màu đỏ hết rồi Sọ liền ít thôi gray thúc giục mọi người mau chóng khởi hành giờ lành đã đến Tự nhiên Fiona nói chút nữa Gray sẽ phải đánh nhau với mấy tên sát thủ. Biết trước tương lai gặp nguy hiểm nhưng dường như chẳng một ai có biểu hiện lo sợ. Đối với Seika, cậu không sợ trời không sợ đất chỉ sợ ngồi xe ngựa. Seika bắt buộc phải có điểm yếu này nếu không người ta lại kêu bút quá lố. Đoàn xe hộ tống Fiona trải dài một cây số di chuyển rất thẳng hàng. Xe ngựa càng nhiều thì tỷ lệ công chúa gặp nguy hiểm càng thấp, quá khôn. Ở đất nước này thông thường một nhóm đạo tặc dao động từ vài đến hơn trăm người. Bất ngờ một chiếc xe ngựa bị tấn công nhưng biểu cảm của Seika lại rất vui. Ngồi trong xe bí bách gần chết cũng may nhóm đạo tặc này tập kích công chúa. Bọn chúng định dùng cung tên tấn công, đối với Seika thì quá đơn giản. Cậu thi triển mây từ tính chi thuật có tác dụng phòng thủ tuyệt đối vũ khí kim loại. Mây chú bé đần không được học vật lý tưởng Seika đang dùng ma thuật gì đó. Sát thương vật lý không được ta chuyển qua sát thương phép nào ngờ còn vô dụng hơn. Đánh xa không được chuyển qua đánh cận chiến thì ăn ngay một đòn hồi mã thương tóm cái váy lại, bọn đạo tặc này bị ao chỉnh quá nhiều. Fiona muốn bắt sống mục tiêu chuyện này CK hoàn thành xong trong 3 giây. Trận chiến kết thúc quá nhanh đến nỗi nhóm Ifa đi trước không biết gì cả. Mãi cho đến lúc nhận ra phía sau không còn bóng dáng một ai mọi người mới quay lại. CK không phục độ cảnh giác của các cô nàng kiểu này có ngày đang xuất sớm. Đứng chém gió ít thôi Gray đến thông báo công chúa muốn gặp riêng CK. Chuyện ám sát Fiona đã biết từ trước cô nàng chỉ không biết kẻ đứng đằng sau. Quá bo đoi xe ngựa được chuẩn bị nhiều thực chất dùng để áp giải phạm nhân. Seika đề nghị cắt gân tay và chân của bọn chúng, ác vậy bờ rô. Fiona khẳng định từ bây giờ sẽ tuyệt đối an toàn nên không cần làm vậy. Đáng lý ra là phải có một nhóm đạo tặc khác nhưng định mệnh đã đưa chúng đi xa. Thời gian thấm thoát thoi đưa, nhóm Seika cùng công chúa chuẩn bị chia tay. Fiona cảm thấy rất vui khi được nói chuyện với những người gần tuổi với mình. Vui thật không thì không biết nhưng mục đích gặp dũng sĩ của cô nàng đã đạt được theo lời tiên đoán lúc fiona chào đời đồng thời ma vương cũng được sinh ra cô nàng còn nhấn mạnh với seka chúng ta là đồng minh như nhắc khéo gì đó chuyển cảnh đến nhóm tên Zom, bọn chúng sắp sửa tiếp cận mục tiêu nhiệm vụ vì tương lai của ma tộc tên Zom cổ vũ đàn em lên tinh thần giết dũng sĩ tên ganis mong chờ thời khắc tự tay xử đẹp kẻ thù giết anh trai hắn seka mà nghe được mấy câu nói này chắc cậu không kìm được mà cười mất lễ khai giảng sắp đến gần hiệu trưởng rất vui khi seka làm học sinh đại diện Dường như sống ẩn thân lâu quá khiến Seika cảm giác mình dần trở lên hèn nhát. Trước mặt Yuki cậu phủ nhận không phải bản thân thay đổi sau khi gặp đám trẻ. Trong tương lai Seika muốn sống thật bình thường hơn nữa kiểu vô hình thì càng tốt. Nói một đằng làm một nẻo nếu có người đến gây sự Seika vẫn đứng ra đánh. Vừa muốn làm dân thường vừa muốn đánh nhau sao giống chúa tể bóng tối vậy ta ơi. Nhóm của tên Zoom đến trước pháo đài học viện, nơi dũng sĩ đang sinh sống. Theo tình báo thì ở đây không có quân đội tinh nhuệ nhưng tên Zoom lại thấy sợ hãi hắn cho rằng tất cả là do hồi hộp và bắt đầu lập kế hoạch tác chiến. Từng thành viên chia nhau ra tàn sát học sinh thấy dũng sĩ lập tức phát tín hiệu. Bọn này nói như kiểu dũng sĩ là phản diện những gì chúng làm đều vì đồng bào. Tên Ronnie tự tin tổ đội này sẽ không thua bất kỳ một ai quá ghê gớm. Pilis chỉ muốn mau chóng hoàn thành xong nhiệm vụ tính cách khá giống Ma Ben. Bắt đầu hành động Ganis sử dụng dịch chuyển cổ học đưa các thành viên vào trường. Ở ngoài không có xương bên trong lại có xương tên này coi đây là chuyện bình thường hắn phát hiện phía trước có học sinh liền lập tức tấn công không cần suy nghĩ. Sau khi tiêu diệt mục tiêu tên Ganis mới nhận ra bản thân đã phán đoán sai. Phía khác tên Roni chẳng hề quan tâm màn xương do hắn có khả năng định hướng. Đồng hành cùng hắn là Pilisco khen dạo gần đây hắn đã mạnh lên. Tên Roni khiêm tốn không dám nhận tụi quái vật mạnh lên chứ không phải hắn. Pilis một mực khẳng định ít nhất thì bản thân cô cũng yếu hơn tên Roni. Cô phải ngủ để lấy sức mạnh nhưng ở quê nhà lại bị coi là ăn hại để chứng minh bản thân không vô dụng nên Pilis quyết định đi tiêu diệt dũng sĩ. Quái vật của tên Roni thả ra đem về cho hắn một thứ nhìn rất lạ mắt. Cùng thời điểm gã Medelep bị tập kích bất ngờ nhưng lại vô cùng phấn khích. Ma Ben sẽ là đối thủ của gã, hai bên đều thích chơi giáp lá cả. Trận solo bắt đầu gã Medelep điên cuồng tấn công cơ mà toàn đánh hụt. Ý nghĩa cuộc sống của gã đó là tìm kiếm đối thủ mạnh mẽ rồi đánh bại họ. Sau một hồi cọ sát Maben Ben tung ra hết thủ đoạn vẫn không làm gì được gã nguyên nhân bởi vì gã Medelev sở hữu nội tại miễn nhiễm sát thương phép thuật. Ma Ben bị đập thành cám. đứng giữa một không gian rộng lớn, tên Zoom cảm thấy có điều gì đó không đúng. Lúc sau, toàn bộ thành viên trong đội của hắn dần dần tập trung lại một điểm. Số người tên Zoom chém không chín trăm cũng một cơ mà lần này rất khác lạ. Không riêng gì hắn, toàn bộ thành viên trong nhóm đều bị ca chơi đùa. Trong lòng xuất hiện một cảm giác bất an, tên Zoom hạ lệnh toàn quân rút lui. Đã mất công đến đây rồi vào nhà ngồi uống trà sữa đã mọi người xây ca mời. Mọi sinh vật sống ở trong màn xương này đều là thức thần do xây ca tạo ra. Ngoại trừ ma ben cô nàng là người thật được xây ca cho ra sân rèn luyện. Mới chớp mắt một cái thôi gã Medelep đã được đi lãnh cơm hộp rồi. Pilis lao lên sử dụng tà nhãn tấn công chiêu thức này có chức năng hóa đá. Xây ca triệu mệnh bạch xà đây không phải con trong phim thanh xà bạch xà đâu nhé. Tà nhãn của bạch xà rất mạnh, có thể khiến trái tim con người ngừng đập xây ca thông não cho đối phương biết bạch xà tấn công thông qua cảm ứng hồng ngoại cơ mà bọn kia cũng có hiểu đâu tóm lại đừng bao giờ đối đầu với bạch xà chú bé đần Ronnie nghĩ mình là thuần thú sư nào đó và nhận ngay kết đắng thật thiếu hiểu biết bạch xà là yêu quái thành tinh do oán niệm với loài người lúc này tên Zoom chẳng biết làm gì ngoài chôn chân trước sức mạnh tuyệt đối của xây hắn ra lệnh cho đàn em chạy trước còn bản thân sẽ hy sinh cản kẻ địch thời khắc của sự thật xây chính là ma vương sức mạnh không thể đo lường loạn hết rồi lần đầu tiên trong lịch sử thế giới này ma vương bảo kê dũng sĩ rốt cuộc ai mới là phản diện vậy nhìn hai chú bé đần thật tội nghiệp tên rôm thúc giục đàn em mau chóng sử dụng dịch chuyển thoát thân trở về báo cáo một dòng kim loại nóng chảy đổ xuống hắn ta bốc hơi không còn lại gì tên ganis may mắn thoát chết lúc này hắn chỉ biết chửi thề trong bất lực thế méo nào ma vương lại đi đồ sát ma tộc đã vậy còn bảo kê dũng sĩ để kẻ biết thực lực của mình chạy thoát không có trong từ điển của CK phải nói là âm dương sư mạnh vãi cả linh hồn xin mời cô nan vào tìm hung thủ sau cuộc chiến ma ben tìm Seika để hỏi về tên vừa đánh nhau với mình Hóa ra cô nàng tưởng hắn là sát thủ của hội và lo lắng người khác gặp nguy hiểm bọn chúng đã đăng xuất Seika mong ma ben giữ bí mật nếu không tập xác định hòa cùng không khí vui tươi của lễ khai giảng Seika xin ami chút kinh nghiệm nếu muốn tự tin khi đứng phát biểu ami khuyên Seika nên mặc cô gì đó ami thật lạc quan cho đến tận bây giờ vẫn không biết mình gặp rất nhiều nguy hiểm May mắn cho cô nàng được Seika bảo vệ trong bóng tối không thì oảng lâu rồi. Toàn bộ hội trường bị giật mình khi có nhóm người tự xưng kỵ sĩ đoàn xông vào. Bọn họ đến đây để bắt Ami, cô nàng phạm tội phản bội đế quốc. Sóng gió gì mà ập tới liên tục vậy trời Seika lại có việc làm rồi. Mabel định động thủ thì bị Seika ngăn cản, mọi chuyện để anh lo. Ami mặt ngơ ngác không hiểu vì sao Seika để mặc cho đám kỵ sĩ bắt mình. Ami phạm tội đã giết đặc sứ ma tộc trong khi Seika mới là hung thủ nước trong thì không có cá, đế quốc cũng không phải một thể thống nhất. Tuy nhiên hiệu trưởng vẫn tin công lý tồn tại bà khuyên Seika đừng khinh suất. Seika xin phép được một lần khinh suất nếu không chỉ có nước nhặt xác Ami. Phía ngoài Ifa cùng Mabel hồi hộp mong chờ quyết định cuối cùng của Seika. Thấy cậu đi ra một cái các cô nàng lập tức hỏi cả nhóm lúc này cần làm gì. Thật không ngờ Seika lại chấp nhận ngồi đợi kết quả điều tra Ifa hơi buồn. Xin lỗi tại vì anh đây phải giấu nghề nên chỉ có thể hành động một mình đúng là cái con rồng thích lộn thả ra một phát là bắt đầu manh động ngay lúc này yuki khuyên seika nên suy nghĩ lại nếu muốn sống một cách khôn ngoan và người khác seika mặc kệ từ lâu rồi nhưng do ami rất giống đồ đệ tiền kiếp yuki bị seika cho ăn một phiếu cảnh cáo do dám đưa ra ý kiến với mình trong lâu đài đám quý tộc vẫn ăn chơi nhảy múa mà không biết chuyện tồi tệ sắp đến ami cảm thấy bản thân thập tử nhất sinh cô nàng hồi tưởng lại quá khứ tươi đẹp bất ngờ có tiếng bước chân lại gần hình như người này ami từng quen biết Xe ngựa đối với xây là cực hình còn cưỡi rồng đối với cậu dễ như ăn bánh. Để xác định vị trí chính xác của Ami Seika sử dụng thức thần Jerry, cậu tiếp đất một cách rất khác người thường, cứ phải gọi là đỉnh của chóp. Seika coi lâu đài này như trốn không người mà tiến vào khiến lính canh khó hiểu. Tự nhiên từ đâu xuất hiện một thằng nhóc đám lính quyết định cho nó thành nhím luôn. Tưởng đồng đoàn hóa ra trình thách đấu, đám lính canh tấn công trong tuyệt vọng. Cửa ải đầu tiên quá dễ Seika mất chưa đến 3,14 phút đã thông qua. Cậu có cảnh cáo đám lính nếu muốn sống hãy tránh đường nhưng chúng éo thèm nghe. Cái kết Seika triệu mệnh trồn gió tiễn tất cả về nơi an nghỉ cuối cùng. Bọn này ăn gì mà khôn thế không biết cứ thích đâm đầu vào chỗ chết. Sau một màn đại khai sát giới Seika đã tìm đến chỗ Ami đang bị giam giữ. Cô nàng ngây thơ cho rằng bản thân không làm gì sai cây ngay không sợ chết đứng. Seika quyết định không giấu nữa cậu nói ra sự thật Ami chính là dũng sĩ. Người có sức mạnh sẽ bị những kẻ không có nó tìm mọi cách để loại bỏ. SK khuyên Ami hãy chạy ngay đi trước khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn. Muộn rồi, Gray xuất hiện có vẻ như sắp diễn ra một màn anh em tương tàn. Fiona hiện thân ngăn cản hóa ra cô nàng là người đứng đằng sau vụ này. Tạm thời quân lính đã dừng hành động Fiona đến để giải thích nghi ngờ. Qua đó cô nàng mong muốn SK có thể chấp nhận lời đề xuất của mình. Ngày xưa sự xuất hiện của dũng sĩ là vô cùng ý nghĩa khi chiến đấu với ma tộc. Còn bây giờ khi vũ khí đã phát triển dũng sĩ không có tuổi để cân tất cả thế nhưng sự tồn tại của dũng sĩ lại chính là mùi lửa dẫn đến chiến tranh. Fiona cho rằng ma tộc cũng nghĩ giống mình nên mới cử người tới ám sát. Ngoài ra Ami sẽ không bao giờ đạt được sức mạnh mà dũng sĩ từng có. Tất cả tại Seika mọi hiểm cảnh giúp Ami thăng tiến cậu đều một mình xử lý. Cơ mà nếu không có Seika can thiệp chắc bây giờ mộ Ami xanh cỏ rồi. Fiona tự nhận bản thân không hề muốn tiêu diệt mà là muốn bảo vệ Ami. Cô nàng thỉnh cầu Seika hãy rút lui chuyện hôm nay coi như chưa từng xảy ra. Bị ca đoán đúng ý đồ của lần gặp mặt trước Fiona không hề phủ nhận. Cảm thấy bản thân bị rất mũi cơn thịnh nộ của Seka bắt đầu nổi lên. Các người là cái thá gì mà tôi phải tin chứ?" Câu nói đầy tổn thương. Không cần phải nhiều lời sai lầm tiền kiếp khiến ca méo tin bố con thằng nào hết. Fiona quyết định thả người đến cả xe ngựa cô nàng cũng chuẩn bị rồi. Trong xe có đầy đủ lương thực và lộ phí kiếm của Ami cũng ở đó. Lúc này cô nàng mới nói ra chuyện khi còn trong ngục được Fiona chiếu cố. Ami cùng Fiona gửi nhau những lời yêu thương trên danh nghĩa bạn bè. Nhận ra vấn đề Seika xin lỗi vì không thể hoàn thành lời hứa lúc chơi cờ. Thay vào đó cậu sẽ làm một việc khác, sắp có chuyện ghê gớm xảy ra. Đậu xanh quá bo, đòi Seika thi triển một thuật thức tối thượng hồi sinh binh lính. Hỏng hết kế hoạch của Fiona cô nàng tính công khai có quái vật tấn công. Dũng sĩ bị quái vật giết chết để từ đó Ami tuyệt đối an toàn. Mãi cho đến tận bây giờ Ami vẫn không thể loát đinh nổi chuyện gì đang xảy ra. Còn Seika cậu không rảnh để trả lời bởi vì méo biết lái xe ngựa. Trở lại với Fiona, cô nàng đang trò chuyện cùng một ma tộc thần bí. Thân phận ma vương của Seika Fiona đã biết trước từ lúc cô nàng còn nhỏ. Seika là người sẽ luôn dùng sức mạnh của mình vì người khác cậu rất tốt bụng. Do tự ý hành động không cho nhóm Ifa biết nên Seika cảm thấy tội lỗi. Tuy nhiên kế hoạch ăn bám dũng sĩ người mạnh nhất của cậu đã thành công rực rỡ. Nhận được thư báo bình an từ Fiona nhóm Ifa vô cùng hạnh phúc nằm dài ngắm sao trời không quản thế sự chính là khao khát xây ca hàng mong ước. Đã rất lâu rồi cậu mới có một đêm được chợp mắt ngủ ngon lành buông bỏ phòng bị. Ảo thật đấy nhóm Ifa đã đến thị trấn mạo hiểm giả đợi xây trước rồi. Một cái kết thật đẹp, Kazin cảm ơn các bạn đã xem và thả like. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Còn chân chưa đến nữa ủng hộ like và subscribe kênh của chúng mình ở ngay bên dưới video để có thể xem được thật nhiều review, review anime hay và hấp dẫn hơn nữa nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo.